Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 36. Lý Lôi vừa nghe thấy liền nổi giận ngay lập tức, vừa định mắng người liền sặc một ngụm rượu. Phụt, ngay lập tức phun ra máu. Nước bọt, rượu trắng, máu đều bị phun ra, sau đó từ miệng chảy ra những mảng máu đỏ tươi, đây rõ ràng là xuất huyết dạ dày. Lý Lôi. Nhìn thấy Lý Lôi như vậy, sắc mặt của những người còn lại đột nhiên trở nên khó coi. Tần Lâm liền cười nhạt, còn muốn tiếp nữa không? Có cần tôi gọi cho vài chiếc 115 nữa không? Sắc mặt của một số người bỗng trở nên khó coi, bọn họ cũng không dám làm gì thêm. Cả Lý Lôi và Hàn Mai Mai đều đã như vậy rồi, thậm chí còn, đánh luân phiên, cũng không lại Tần Lâm, anh chẳng có tí gì là sai cả, tửu lượng này đúng thật không thể nào đoán được mà. Anh không đi vệ sinh, không nôn mửa, không cảm thấy chóng mặt, nói năng lại rõ ràng, giống hệt như người bình thường vậy, đây đúng là ma quỷ rồi còn gì. Không không không, không uống nữa, không uống nữa, tôi phải về với mẹ. Sau này tôi sẽ không uống nữa, từ hôm nay trở đi sẽ cai rượu. Tôi cũng vậy, sau này sẽ không uống nữa, một giọt cũng không. Lần uống rượu này của Tần Lâm thật sự đã gây ra cái bóng quá lớn cho bọn họ, sau này bọn họ cũng sẽ không dám đọ tửu lượng với người khác nữa, đặc biệt là người Hoa Hạ. Người Hoa Hạ là Đông Á bệnh phu, đùa đấy à? Con mẹ nó là chiến thần thì có. Một vài người bày tỏ xin lỗi với Tần Lâm và Hồ Gia Hân, sau đó đưa Lý Lôi lên xe cấp cứu rồi rời đi. Sau khi mọi người đi khỏi, Hồ Gia Hân mới vỗ đùi và vỗ vai Tần Lâm, rồi cười phá lên. Ha ha ha, lão Tần được đấy, anh cũng ngầu thật đó, không ngờ tửu lượng của anh lại tốt đến thế. Tần Lâm xoay người để tránh cánh tay của Hồ Gia Hân, sau đó nói. Chỉ lần này thôi. Lần sau đừng gọi tôi nữa, nếu cô uống không được thì tự chịu thua đi. Hồ Gia Hân bĩu môi, sau đó cười nói, chuyện này trách tôi sao? Anh cũng thấy rồi đó, bọn họ ức hiếp người, nếu như anh không giúp tôi nở mặt nở mày thì sau này chắc không ai dám mời Hồ Gia Hân tôi uống rượu nữa rồi. Tần Lâm cạn lời, rõ ràng là do anh uống thắng, kết quả lại như thể đây là chiến thắng của Hồ Gia Hân. Được rồi, cũng trễ rồi, tôi tiễn cô về nhé. Hồ Gia Hân sững ra một lúc, anh tiễn tôi. Chúng ta đều đã uống rượu, anh cũng không thể lái xe được. Tần Lâm liền cười nhạt, yên tâm đi. Nói xong, hai người xuống lầu, Hồ Gia Hân lái một chiếc Land Rover, thật khó để tưởng tượng được một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại thích lái loại xe như thế này. Sau khi lên xe, Hồ Gia Hân có chút lo lắng. Anh thật sự không sao ư? Tất nhiên không thể nào lái xe khi uống rượu được. Nhưng trông Tần Lâm không có vẻ gì như đang say rượu cả. Tần Lâm cười nói, đương nhiên không sao, cô ngồi cho vững nhé. Nói xong, Tần Lâm liền lấy ra một cây kim bạc, đâm vào huyệt hợp cốc trên bàn tay trái, đâm ra đâm vào 9 lần, đây là kỹ thuật thấu thiên lương đơn giản. Sau đó, anh bắt đầu khởi động xe, từ từ lái đi. Nhìn thấy Tần Lâm lái xe khá ổn định, Hồ Gia Hân mới thở phào nhẹ nhõm. Đi được vài con đường bỗng bắt gặp cảnh sát giao thông đang đo nồng độ cồn, Hồ Gia Hân đột nhiên trở nên căng thẳng. Alo, kiểm tra nồng độ cồn. Mặc dù nhìn Tần Lâm không hề giống say rượu, nhưng chỉ có thể nói rằng anh có tửu lượng tốt, còn việc lúc nãy uống nhiều như thế, đương nhiên Hồ Gia Hân sẽ vô cùng lo lắng. Uống nhiều như thế mà không tra ra nồng độ cồn mới lạ đó. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, chạy cũng không được nữa rồi. Cảnh sát giao thông đang ở ngay trước mặt. Toi rồi, chắc chắn sẽ giữ bằng lái xe và bị tạm giam mất. Ngay khi đến trước mặt cảnh sát, bọn họ liền làm ra động tác chào. Chào đồng chí, xin mời thổi vào đây. Ngay khi lấy dụng cụ đo nồng độ cồn ra, Tần Lâm liền thở một hơi. Hiển thị, không. Được rồi, có thể đi rồi. Nói xong, Tần Lâm trực tiếp lái xe rời đi. Hồ Gia Hân ở cạnh ngẩn người ra. Lão Tần, anh làm sao hay vậy? Có thể lừa được cả máy đo nồng độ cồn ư? Tần Lâm liền cười nhạt, lừa gì chứ? Có xét nghiệm máu thì tôi cũng không uống rượu. Hồ Gia Hân không nói nên lời, rốt cuộc Tần Lâm là loại quái vật gì thế? Này, nếu như anh vẫn có thể lái xe khi uống rượu thì tôi sẽ dắt anh đến một nơi. Tần Lâm liền cau mày, nơi nào? Cô lại muốn làm trò gì nữa đây? Hồ Gia Hân liền nói, ai ra? Đi là biết thôi mà, chẳng lẽ tôi có thể đem anh đi bán sao? Vẻ mặt Tần Lâm đầy nghi hoặc,
không có chuyện gì Hồ Gia Hân này không làm được cả. Tôi không đi. Hồ Gia Hân nghiến răng nghiến lợi, ngay lập tức cởi đồ ra. Cô bắt đầu cởi áo khoác, sau đó là áo phông bên trong áo phông là bộ đồ lót bằng ren, nhìn thoáng qua cũng đủ khiến cho người ta hộc máu. Tần Lâm bị dọa một phen. Này, cô làm gì thế, đừng có mà làm bậy. Tần Lâm đang lái xe, không thể ngăn được cô, hơn nữa trên người Hồ Gia Hân cũng chẳng còn bao nhiêu quần áo nữa, nếu như ra tay thì nhất định sẽ đụng trúng cô ấy, đến lúc đó thì oan thị mầu rửa không nổi nữa rồi. Hồ Gia Hân cởi nốt lớp quần áo cuối cùng rồi nói. Tôi cũng không làm gì cả, tôi nóng nên cởi đồ cũng không được sao. Trán Tần Lâm tạo thành những vệt hằn đen, người phụ nữ này cũng kinh thật đấy, lại dám dùng cách này để uy hiếp người khác. Trả giá cũng cao quá rồi đó. Được được được, cô nói chỗ đi. Tần Lâm cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, biết rằng có đến tìm cô ấy cũng chẳng có gì hay ho. Hồ Gia Hân mỉm cười, nhanh chóng mặc quần áo vào. Vậy chúng ta đi thôi, núi Đại Hoang. Nhìn thấy Hồ Gia Hân nhanh chóng mặc quần áo vào, sắc mặt cô thay đổi thật khiến cho người khác kinh ngạc. Tần Lâm đành bất lực, sau đó lập tức chuyển hướng đi đến núi Đại Hoang. Trên đường đi, phần mềm dẫn đường mấy lần nhắc nhở đoạn đường phía trước có sửa chữa. Tần Lâm liền nói, phần mềm dẫn đường sẽ không sai đâu, phía trước có sửa đường, hay là chúng ta đi đường vòng đi. Hồ Gia Hân trợn mắt nói, tôi thường đi mà, anh đừng nghe phần mềm dẫn đường làm gì, cứ nghe tôi là được, tôi chính là bản đồ của Hán Đông. Tần Lâm nửa tin nửa ngờ, nếu Hồ Gia Hân đã nói như vậy thì anh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo lời cô mà thôi. Sau khi lái một lúc, Hồ Gia Hân lại nói. Lão Tần à, anh học lái xe ở núi Võ Đang à? Sao lại lái chậm thế? Tần Lâm liền nói, lái xe thì không nên lái quá nhanh, chậm một chút vẫn tốt hơn, tôi thả chậm 10 phút còn hơn phải cướp lấy một giây, có hiểu không hả? Hồ Gia Hân cạn lời, trợn tròn mắt, anh chẳng thú vị gì cả, sao Thanh Thanh lại thích anh được chứ, tôi thật sự cạn lời rồi đó. Nói xong, Hồ Gia Hân ngồi ở ghế lái phụ. Vòng cánh tay qua rồi vờ như đang ngủ say. Tần Lâm cũng không để ý đến cô, chỉ tiếp tục chậm chậm lái xe. Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đến được núi Đại Hoang. Núi Đại Hoang này đúng là đang sửa đường, bên trên còn có vài con đường ngoằn ngoèo, nhưng có vẻ việc thi công đang bị đình chỉ, nhưng không có lý do cụ thể. Gia Hân, ở đây không lên được nữa. Hồ Gia Hân liền nói, nhìn quảng trường nhỏ bên kia xem, bên trên lúc nào cũng náo nhiệt. Mau đến xem thử đi. Lúc nãy Tần Lâm đã chú ý đến cái quảng trường nhỏ đó rồi, có một chiếc xe đang phát ra nhạc vô cùng sôi động. Tần Lâm liền cau mày, không phải các người muốn đua xe ở trên đấy chứ? Hồ Gia Hân liền cười hi hi, sao thế, anh không dám à? Tôi là một tài xế lão luyện ở núi Đại Hoang này đấy, đi xem thử đi. Đã đến tận đây rồi nên Tần Lâm cũng không nói nên lời, chỉ có thể lái xe lên phía trên mà thôi. Sau vài phút, khi đến đỉnh núi, Tần Lâm nhìn xung quanh, quả nhiên là đua xe. Có hàng chục chiếc xe lớn nhỏ đậu quanh quảng trường, cơ bản đều là những chiếc siêu xe đã được độ lại, còn có những chiếc cố tình chuẩn bị riêng cho cuộc đua, hoàn toàn không thể nào thấy trong thành phố được. Sau khi hai người Tần Lâm lái xe lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ồ, đây chẳng phải xe của Hồ Gia Hân sao? Sau khi cả hai xuống xe, ngay lập tức đã có nhiều người vây quanh. Ồ, hôm nay chị Hồ đến chơi à? Sao thế, còn mang theo tài xế sao? Cả đám người nhìn Hồ Gia Hân với vẻ khiêu khích, sắc mặt đầy giễu cợt. Hồ Gia Hân hừ lạnh một tiếng, đúng vậy, hôm nay tôi uống rượu nên gọi tài xế đến đây chơi với các người. Nghe thấy lời Hồ Gia Hân nói, tất cả mọi người đều bật cười. Mọi người đều biết Hồ Gia Hân có tiền, là sếp lớn, nhưng trong cái hội này không phải cứ ai có tiền là nhận được sự tôn trọng. Mà là ai có kỹ năng lái xe tốt hơn, có thể thắng được tất cả mọi người thì mới nhận được sự tôn trọng. Mặc dù bên ngoài Hồ Gia Hân là bà chủ lớn, nhưng trong lĩnh vực này cũng chỉ là người có trình độ bình thường, không thể sánh được với nhiều cao thủ. Có điều dù gì cũng là người yêu thích đua xe nên thường xuyên qua lại với bọn họ. Nghe nói đến tài xế của Hồ Gia Hân, mọi người liền bật cười. Bọn họ biết rõ về tài xế cho những sếp lớn như Hồ Gia Hân, có kinh nghiệm dày dặn. Tay lái khá cứng. Rất nhiều ông chủ yêu cầu tài xế phải lái xe cẩn thận, vững chắc, đặt an toàn lên hàng đầu.
Vì thế những người tài xế này lái xe rất thận trọng, chẳng bao giờ đua xe, để họ đua xe, sao có thể thắng nổi chứ? Lúc nãy mọi người đều nhìn thấy Tần Lâm lái con Land Rover rất vững tay. Vừa nhìn là biết ngay đấy là kiểu tài xế dày dặn kinh nghiệm, lái xe điềm tĩnh, mặt mũi Tần Lâm trông cũng hiền lành nhút nhát, chắc chắn không phải tay đua xe. Chắc cô Hồ Gia Hân này chỉ đến để góp vui. Chị Hồ à, chị dẫn tài xế đến làm gì vậy, sao nào, con đường này mà cũng không biết lái à? Nữ tài xế, sát thủ đường dài ư, ha ha ha. Khi chế giễu Hồ Gia Hân, mọi người lập tức trở nên hào hứng. Không phải chị Hồ không biết lái mà là chưa có bằng lái xe phải không? Tôi nhớ lần trước chị Hồ đua xe bị thu bằng rồi, thì lại chưa? Thì lại còn có thể qua được sao, ha ha ha. Mọi người lập tức chế giễu khiến Hồ Gia Hân mất mặt. Này này này, các người im miệng đi. Không được nhắc lại mấy chuyện linh tinh đấy nữa. Nói cho cô biết, hôm nay tôi uống rượu nên không đua xe được, để đồ đệ của tôi chơi với các người. Tần Lâm nghe thấy thế, lập tức sững sờ. Đồ đệ, từ khi nào tôi trở thành đồ đệ của cô vậy? Hồ Gia Hân không quan tâm đến những điều đó, cô bắt đầu ăn nói ngông cuồng. Có ai dám đua xe với đồ đệ của tôi ở con đường bao núi này không? Lúc Hồ Gia Hân đang huênh hoang đột nhiên có một chiếc xe đua từ trên núi lao xuống, tốc độ vô cùng nhanh, tiếng vù vù chói tai, cả hẻm núi đều có thể nghe thấy. Chiếc xe lao đến trước mặt mọi người, không hề giảm tốc độ, một cú trượt bánh sau tuyệt đẹp làm bụi bay mù mịt. Hồ Gia Hân bực bội cau mày, bịt mũi lại, khi nhìn thấy thương hiệu xe, cô lập tức trợn tròn mắt. Mọi người lộ vẻ cười đùa. Ây đô, đây không phải chị Na sao? Một người phụ nữ bước xuống xe, mái tóc dài thướt tha, trông giống như người Hàn Quốc, da trắng nõn nà, môi rất đỏ, nhan sắc bình thường, mặt trông rất giả, là cô gái phẫu thuật thẩm mỹ điển hình. Sau khi cô ta xuống xe, lập tức thu hút sự reo hò hoan hô của mọi người. Chị Na không chỉ xinh đẹp mà kỹ năng lái xe cũng rất tốt, đứng đầu trong danh sách các nữ tay đua, lấn át tất cả mọi người bao gồm Hồ Gia Hân. Bởi vì Hồ Gia Hân vừa xinh đẹp lại lắm tiền nên chị Na rất ghen tị, lúc nào cũng châm chọc chế giễu cô, hai người họ không ưa nhau, cứ gặp mặt là cãi nhau. Sau khi bước xuống xe, chị Na nhìn Hồ Gia Hân đầu tiên, khuôn mặt lập tức lộ vẻ chế giễu, nhìn đồng hồ rồi nói. Ây dô lại chậm, mất 13 phút, has, kỹ năng lái xe của tôi thụt lùi rồi. Nhắc đến thời gian, sắc mặt Hồ Gia Hân càng khó coi hơn. Mọi người lộ biểu cảm thích thú. Trước đây Hồ Gia Hân và chị Na từng thi đấu ở con đường bao núi này, thành tích tốt nhất của Hồ Gia Hân là 15 phút trở lại, còn chị Na chỉ hơn có 1 phút. Mặc dù chỉ là 1 phút nhưng trong cuộc thi đua xe, 1 phút tương đương với khoảng cách trên 1 cây em, với quãng đường này đến đèn hậu cũng không nhìn thấy. Vì thế khoảng cách giữa Hồ Gia Hân và chị Na cũng khá lớn. Hôm nay chị Na nói 13 phút rõ ràng đã phá kỷ lục mới nhưng lại nói với giọng tiếc nuối, như thể không hài lòng với thành tích của mình vậy, cô ta cố ý chọc giận Hồ Gia Hân. Hồ Gia Hân hừ lạnh, 13 phút thì ghê gớm lắm sao, có muốn thi một ván với đồ đệ của tôi không? Dọa chết các người. Thực ra Hồ Gia Hân cố chấp, không muốn xuống nước, kiếm cớ nói gì đó, vì thế mới lôi Tần Lâm ra. Chị Na liếc nhìn Tần Lâm sau đó cười khẩy. Ha ha. Hồ Gia Hân, cô biết đùa thật đấy, cô tìm một tên tài xế đến thi đấu với tôi. Là cô coi thường tôi hay coi thường trận đấu này, để xem bao giờ thì cô mới có thể phá được thành tích 13 phút của tôi. Hồ Gia Hân cười khẩy, chỉ là 13 phút thôi, ra vẻ cái gì chứ? Để đồ đệ của tôi lái thử xem, cho sáng mắt chó của cô ra, hừ. Chị Na phá lên cười, ha ha ha, lái thử xem, đừng nói tôi bắt nạt cô. Bảo đồ đệ của cô lái xe của tôi, nếu như có thể đạt được 14 phút, sau này tôi gọi cô là sư phụ được không? Chị Na nói xong, Hồ Gia Hân cũng cố chấp nói với Tần Lâm. Nào lái đi, đừng khiến tôi phải mất mặt. Hồ Gia Hân ra hiệu bằng mắt với Tần Lâm, anh vô cảm xúc nói ờ. Nói xong anh liền lên xe. Ngồi trong xe của chị Na thấy hơi mông lung, anh bèn hỏi. Xe này đánh lửa thế nào? Chị Na bật cười. Mọi người cũng cười theo. Tài xế của cô lợi hại thật đấy, đến đánh lửa cũng không biết. Chị Na cười mỉa mai, đây là xe đua, đánh lửa ở bên dưới, nhấn nút một là khởi động, ha ha. Nói xong, chị Na chỉ vào vị trí bên dưới vô lăng, Tần Lâm gật đầu,
nhấn vào nút, xe bắt đầu khởi động. Đây là lần đầu tiên anh lái xe đua. Nhưng không phải lần đầu tiên anh đua xe. Rất nhiều xe sang đều đủ tiêu chuẩn để đua, nhưng lý do vẫn phải sửa đổi lại là vì một lần đua xe gây ra hư hại rất lớn cho xe. Rất nhiều động cơ biến thành hộp số, nếu như không đổi, sau nhiều lần đua sẽ gây hư hỏng vĩnh viễn, thiệt hại kinh tế tương đối lớn. Có điều Tần Lâm hoàn toàn không để ý. Sau khi ngồi lên xe, chị Na nói: "Anh thực sự dám lái xe của tôi à? Vậy để tôi giới thiệu cho anh biết, từ chỗ này đến đỉnh đường bao núi tổng cộng là 15 cây, anh còn phải quay lại. Cũng có nghĩa là, anh phải lái 30 cây số, nếu như anh có thể hoàn thành xong vòng 15 phút, anh phải lái xe cả hành trình với tốc độ ít nhất là 120 km/h, đây là đường bao núi đấy nha." Nghe chị Na nói thế, mọi người đều lộ vẻ mặt thích thú, đi hết quãng đường ở ngọn núi đại hoang này là mục tiêu cuối cùng trong cuộc thi ngày thường của họ. 13 phút dường như là giới hạn rồi, không ai phá được kỷ lục này của chị Na. Ngoài kỹ thuật lái xe tốt ra cũng phải nhờ một phần may mắn, số đỏ thì mới có thể xác lập kỷ lục. Tần Lâm gật đầu, cũng không khó lắm. Nghe thấy lời Tần Lâm nói, chị Na lập tức cười khinh bỉ. Anh cũng biết chém gió thật đấy, 15 phút mà không khó sao. Có giỏi thì anh lái thử đi. Một người phụ nữ tính giờ bước ra, đứng ở đầu xe Tần Lâm. Bỏ cờ xuống, bắt đầu tính giờ. Tần Lâm nhấn chân ga, xe lao vút đi. Chị Na trợn mắt, hét lớn lên. Anh bị điên à, sao lái nhanh thế, sắp đến đường vòng rồi anh còn phải giảm tốc độ, đừng có tông hỏng xe của tôi. Hồ Gia Hân đứng bên cạnh lại thấy rất phấn khích, cô cười mỉa mai. Hỏng thì tôi đền cô. Chị Na trợn mắt, bụng nghĩ có tiền thì ghê gớm lắm à, chẳng phải vẫn lái xe thua tôi đấy sao? Mọi người nhìn thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Xe của Tần Lâm vẫn trong tầm mắt, anh vẫn không hề giảm tốc độ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người đều kinh ngạc, tên này điên rồi à, vừa mới đi mà đã chạy nhanh như thế. Phía trước toàn đường vòng, cho dù là vì sĩ diện, phóng vút đi ngay lúc đầu thì cũng phải giảm tốc độ, ít nhất phải kiểm soát được dưới 80 km/h thì mới cua xe một cách ổn định được. Nếu như tốc độ vượt quá 100, không quen đường đua thì rất dễ đâm vào núi hoặc là lao xuống vực. Chị Na lập tức thấy hối hận, cho tên này mượn chiếc xe yêu thích của mình làm gì chứ, nhỡ đâu anh gây ra tai nạn chết người vậy thì lãng phí tâm huyết rồi. Này, Hồ Gia Hân, nếu anh ta làm hỏng xe của tôi, cô phải đền đấy. Hồ Gia Hân cười mỉa mai, cô yên tâm đi, chỉ là một con xe tàn thôi mà, Hồ Gia Hân tôi đền được. Chị Na hừ lạnh lùng không nói gì nữa. Hồ Gia Hân bắt đầu lo lắng, lúc nãy để Tần Lâm thi đấu chỉ đơn thuần là nói khích, ai ngờ anh lại vào sân thật. Trước đây Tần Lâm lái xe rất từ tốn, không ngờ rằng lần này lại lái nhanh như thế. Thông thường khi tiến hành đua xe sẽ có một hoa tiêu ngồi ở ghế lái phụ để chỉ đường cho tay đua xe. Nhưng lần này Tần Lâm hoàn toàn không có hoa tiêu, đây cũng là lần đầu tiên anh lái ở con đường này, rất dễ xảy ra nguy hiểm. Có điều nghĩ lại Tần Lâm lái vững tay như thế, chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Sau khi đi qua đường vòng đầu tiên, mọi người không nhìn thấy xe của Tần Lâm nữa, tầm 4, 5 phút sau tiếng gầm rú vang lên, xe của anh đã trở về rồi. Tốc độ vẫn nhanh như lúc nãy. Tần Lâm nhanh chóng lao đến điểm đích, cô gái tính giờ kinh ngạc khi nhìn đồng hồ của mình. 5 phút 18 giây. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, 5 phút 18 giây sao? Không thể nào, sao lại nhanh như thế chứ? Chị Na cũng sững sờ, 13 phút đã là cực hạn rồi, cô ta có thể đạt được kỷ lục đó chủ yếu là vì cô ta nắm rõ về con đường này, cơ bản có thể đảm bảo tốc độ xe trên 120 km/h, lúc lái đường thẳng có thể tăng tốc 140 km/h. Cho dù là như thế thì cô ta cũng phải mất 13 phút. 5 phút đi hết đường đua này là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được. Ai có thể lái với tốc độ 200 km/h suốt chặng đường chứ? Trừ phi là tuyển thủ chuyên nghiệp đẳng cấp mới làm được. Chị Na cười khẩy, anh đi được nửa chặng đường sợ quá không dám đi nữa nên quay đầu về đúng không? Chị Na nói như thế, mọi người lập tức phá lên cười. Cũng chỉ có cách giải thích này thôi. Dù sao thì sau khi vào đường núi không ai nhìn thấy Tần Lâm nữa, cũng chẳng biết anh có đến điểm cuối hay không. Nói không chừng là đi được nửa đường rồi quay về.
Chủ yếu là vì thành tích này quá vô lý, 5 phút, ngoài tuyển thủ chuyên nghiệp ra, không ai có thể làm được. Sau khi Tần Lâm xuống xe, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của đám người chị Na, anh hỏi. Sao thế, cái nơi cắm cờ đỏ trên đỉnh núi không phải là điểm cuối à? Nghe đến đây tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Trên đỉnh núi thực sự có cắm một chiếc cờ nhỏ màu đỏ, đó là dấu mốc của điểm cuối cùng, vòng qua chiếc cờ đó rồi quay về là coi như đến điểm cuối. Nếu như Tần Lâm chưa đến đích sao anh biết lá cờ chứ? Nếu vậy thì có nghĩa là anh đã đến điểm cuối sao? Hơn nữa trở về với tốc độ nhanh như thế, 5 phút chạy hết quãng đường. Cũng quá sợ rồi đấy nhỉ? Sắc mặt chị Na trở nên u ám, cau mày lại, cô ta không dám tin Tần Lâm lại lợi hại như thế. Nhìn Hồ Gia Hân ở bên cạnh, đột nhiên chị Na cười khẩy. Hồ Gia Hân, cô nói cho anh ta biết trên đỉnh núi có cờ rồi bảo anh ta trở về nói với chúng tôi như thế đúng không? Hồ Gia Hân trợn mắt, tôi đến mức phải vô liêm sỉ như thế sao? Tôi chưa từng nói cho anh ấy biết chuyện này. Hơn nữa đây là lần đầu tiên Tần Lâm lái con đường này, trong trường hợp không có hoa tiêu, không quen đường mà có thể lái với tốc độ như thế, chắc chưa đến điểm đích đâu. Nhưng anh lại có thể nói rõ đặc điểm của chốt cuối như thế, Hồ Gia Hân hoàn toàn không nói cho anh biết, anh không thể nào biết chuyện này được. Hồ Gia Hân tin nhưng những người khác thì không. Bọn họ cho rằng chắc chắn là Hồ Gia Hân nói cho Tần Lâm nên anh mới biết điểm cuối như thế nào. Tần Lâm bất lực lắc đầu, nếu bọn họ đã không tin vậy thì anh cũng hết cách rồi. Chị Na cười khẩy, hay là đấu một trận đi, Hồ Gia Hân, có dám không? Hồ Gia Hân hừ lạnh lùng, có gì mà không dám, đấu thì đấu, nói đi, cá cược cái gì? Chị Na nói, người thua phải cởi đồ trước mặt mọi người, có dám không? Mặt Hồ Gia Hân biến sắc. Không ngờ chị Na lại chơi ác thế. Cô là doanh nghiệp lớn, cái gì cũng có thể cá cược được, cho dù là biết là sẽ thua nhưng vẫn chơi. Nhưng thua phải cởi đồ trước đám đông, Hồ Gia Hân không làm được chuyện này. Cô nhìn Tần Lâm rồi hỏi nhỏ. Lão Tần, anh có tự tin nắm chắc phần thắng không? Tần Lâm nhún vai, vẻ mặt bình thản thờ ơ, cô đừng hỏi tôi. Hồ Gia Hân cạn lời, lúc này mọi người đều đang nhìn. Nếu như chịu thua vậy thì sau này cô không thể nào ở trong cái hội này nữa. Được, cô đừng có hối hận. Thân phận của chị Na cũng không tầm thường, cởi quần áo trước mặt mọi người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chị Na cười mỉa mai, nếu hối hận thì sau này cút ra khỏi hội đi. Hồ Gia Hân, đừng bảo cô định dùng con xe Land Rover tàn này để thi đấu đấy nhé. Mặc dù Land Rover cũng là xe sang nhưng so với xe đua là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa là hộp số tự động, nhiều thao tác đua xe không thể nào thực hiện được. Hồ Gia Hân cau mày, có chút do dự. Chị Na nói, đừng nói tôi bắt nạt cô, tôi mượn cho cô một con xe. Chị Na chỉ vào con xe đua màu đen cách đó không xa. Cho cô mượn con xe này nhé, được lắp ráp lại cùng với con xe của tôi, tốc độ tính năng ngang nhau. Hồ Gia Hân gật đầu, vậy được, thế dùng con xe này đi, lão Tần. Anh lái xe, tôi làm hoa tiêu. Hồ Gia Hân uống rượu, đương nhiên phải để Tần Lâm đua xe. Nhưng cho dù không uống rượu thì cô cũng không dám thi đấu, cô biết rõ thực lực của mình, nếu như thực sự thi đấu nhất định sẽ thua chị Na, đến đèn hậu cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể trông cậy vào Tần Lâm. Chị Na cười khẩy, tùy cô, là cô hay là cô tìm người khác, tôi cũng không sợ, tôi dẫn theo hoa tiêu của tôi, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong một người nước ngoài lên xe chị Na. Hồ Gia Hân nhìn tên ngoại quốc đó, thấy quen quen nhưng cũng không nghĩ nhiều mà lên xe luôn. Sau khi lên xe, một người phụ nữ xinh đẹp vẫy cờ, hai bên bắt đầu lao vút đi. Tần Lâm vẫn lái với tốc độ lúc nãy, vượt một đoạn xa. Hồ Gia Hân lo lắng, này, lão Tần, phía trước có đoạn đường dễ hình chữ U, anh mau giảm tốc độ đi. Tần Lâm làm ngơ, nhìn thấy ngã dễ hình chữ U. Anh lập tức kéo tay phanh, nhanh chóng đánh tay lái. Vù! Chiếc xe lập tức trượt bánh sau một cách hoàn hảo, trên đường quẹt một hình vòng cung đẹp mắt, trực tiếp thành công băng qua khúc cua. Mặt Hồ Gia Hân tái mét tại, thậm chí lúc nãy còn quên hét lên, qua khúc cua cô mới trở nên hào hứng. Vãi trưởng lão Tần, anh biết trượt bánh xe, đỉnh thật đấy. Trước đó Hồ Gia Hân tưởng Tần Lâm chỉ biết lái xe từ từ vững chắc như mấy người tài xế khác. Nhưng không ngờ rằng anh lại đua xe khủng khiếp như vậy.
trượt bánh sau với tốc độ 140 km/h. Ngoại trừ tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu ra dường như không ai có thể làm được thao tác này. Đương nhiên rồi, đa phần tuyển thủ chuyên nghiệp đều có thể trượt bánh sau với tốc độ cao, nhưng chỉ giới hạn ở đường đua. Rất nhiều người có thể thực hiện thao tác hoàn hảo trên đường đua hình tròn, nhưng ở đường núi như này thì chưa chắc. Khả năng chịu lỗi rất thấp, một khi xảy ra sai sót dễ dàng đâm xuống vực. Trong tình huống này, chỉ có những tuyển thủ nắm chắc phần thắng hoặc có kỹ thuật cao siêu mới đạt được trình độ này. Không ngờ rằng Tần Lâm lại lợi hại như vậy, hôm nay là lần đầu tiên anh đến con đường núi này, trước đây chưa từng nghe đến núi Đại Hoang, không thể nào đến luyện tập trước được. Nỗi sợ hãi của Hồ Gia Hân nhanh chóng biến mất, cô hào hứng nói. Lão Tần, anh đỉnh vãi, sau này anh là thần tượng của tôi, cố lên, cố lên. Lúc này Hồ Gia Hân ngồi ở ghế lái phụ, bản thân đóng vai trò là hoa tiêu nhưng cô không chỉ đường gì cả. Mặc dù đường đi phức tạp, nhưng với ý thức và trình độ của cô hoàn toàn không có cơ hội để chỉ đạo Tần Lâm. Lúc nãy cô định nói dễ thế nào, Tần Lâm đã kéo phanh tay trượt bánh sau rồi. Hồ Gia Hân ngồi bên cạnh hào hứng hét lên. Bỗng chốc trở thành người khuấy động bầu không khí. Tầm hơn một phút sau, đột nhiên nhìn thấy xe của chị Na xuất hiện trong gương chiếu hậu. Hồ Gia Hân cau mày lại, không ngờ rằng Tần Lâm lái nhanh như thế mà chị Na vẫn đuổi kịp sao. Chị Na rất lợi hại nhưng cũng chỉ là người giỏi trong số những tuyển thủ nghiệp dư thôi, khoảng cách của cô ta và các tuyển thủ chuyên nghiệp thực sự rất lớn, không thể nào so sánh được. Trình độ của Tần Lâm bây giờ ngang bằng với tuyển thủ chuyên nghiệp, cả chặng đường lái với tốc độ 200 km/h, cùng lắm chị Na bằng một nửa Tần Lâm là tốt lắm rồi. Sao lại có thể đuổi kịp chứ? Hồ Gia Hân nhìn kỹ gương chiếu hậu, cô lập tức cau mày lại. Người lái xe không phải cô ta. Lúc nãy khi lên xe chị Na ngồi ở ghế lái, còn người đàn ông ngoại quốc kia ngồi ở ghế lái phụ. Bây giờ hai người đã đổi vị trí cho nhau. Người điều khiển xe là tên ngoại quốc. Hồ Gia Hân cau mày, đột nhiên trừng mắt. Tôi nhớ ra rồi, tên ngoại quốc đó là Schumacher. Tần Lâm sững sờ, Schumacher. Đúng, chính là Schumacher, cựu vô địch cuộc thi F1, 7 lần liên tiếp đoạt chức vô địch. Schumacher đã nghỉ thi đấu lâu rồi, vì có tuổi nên ngoại hình cũng thay đổi nhiều, thế nên lúc nãy không ai nhận ra ông ta. Nếu không phải Hồ Gia Hân biết rõ về nhà vô địch này thì cũng chưa chắc có thể đoán ra. Mẹ kiếp, chị Na bị ổi thật đấy. Hồ Gia Hân tưởng rằng lần này nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ nửa đường lại xuất hiện tên Schumacher. Đó là nhà vô địch thế giới đấy, huyền thoại đua xe F1, danh tiếng lừng lẫy, nói về kỹ thuật lái xe, Schumacher đứng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Không ngờ rằng chị Na lại lợi hại như thế, quen biết cả nhân vật huyền thoại này. Hồ Gia Hân méo mó mặt mày, cô cho rằng cho dù Tần Lâm giỏi thật nhưng cũng không thể nào so sánh được với Schumacher. Tí nữa xuống núi, anh cứ lao đi, tôi không muốn cởi đồ trước mặt mọi người đâu. Tần Lâm cười, đừng kết luận sớm thế, nhỡ đâu tôi thắng thì sao? Hồ Gia Hân bất lực trợn mắt, anh thắng. Anh đừng đùa với tôi, đó là Schumacher đấy. Tần Lâm đáp, ha ha, vậy cứ chờ xem sao. Tần Lâm không giảm tốc độ. Tiếp tục thực hiện cú cua đẹp mắt. Xe phía sau vẫn bám sát, nhưng cứ cảm thấy như đang sao chép hành trình của Tần Lâm. Chủ yếu là do cú trượt bánh của Tần Lâm gần như là thao tác trong sách giáo khoa, cách vào cua hoàn hảo nhất với tốc độ nhanh nhất. Nếu như Schumacher không thực hiện thao tác giống như Tần Lâm, sợ rằng khoảng cách của hai người sẽ càng xa. Chị Na ở phía sau thấy hơi lo lắng. Thần tượng, chúng ta chạy nhanh chút đi. Schumacher lộ vẻ mặt nghiêm trọng, đối thủ rất mạnh, tôi đang tìm cơ hội. Có thể khiến Schumacher nói ra câu này, chị Na thực sự thấy hơi sửng sốt. Cô ta tưởng rằng Tần Lâm chỉ là loại gà mờ, với trình độ của cô ta hoàn toàn có thể thắng được, nhưng sau khi Tần Lâm xuất phát, đuổi theo được một lúc cô ta mới phát hiện khoảng cách giữa hai người thực sự quá lớn. Nói không chừng cô ta đi được nửa vòng thì Tần Lâm đã trở về rồi. Cứ như thế này chắc chắn sẽ thua. Phải cởi đồ trước mặt mọi người, chị Na cũng xấu hổ không làm được. Vì thế hai người đã đổi vị trí cho nhau, để Schumacher tự xử lý. Kết quả cho dù là Schumacher lái xe thì cũng chỉ đuổi kịp được thôi, muốn vượt Tần Lâm, thực sự vô cùng khó. Hai phút sau, Tần Lâm đến điểm cuối, hoàn thành cú trượt bánh sau bên cạnh chiếc cờ nhỏ. Lần này Hồ Gia Hân tin rồi,
Tần Lâm rất lợi hại, anh thực sự có thể hoàn thành nửa chặng đường trong vòng 2 phút hơn, trở về mất thêm hơn 2 phút nữa, tổng cộng là hơn 5 phút, thực sự quá mạnh. Đẳng cấp của tuyển thủ hàng đầu thế giới. Thấy Tần Lâm đi nhanh như thế, Schumacher ít nhất cũng phải rớt lại phía sau cách 200-300 mét, chị Na lập tức lo lắng. Không được rồi, phải sử dụng tuyệt chiêu. Mặc dù Schumacher không muốn chút nào nhưng cũng không nói gì, dù sao với khoảng cách hiện tại hoàn toàn không thể nào đuổi được. Hơn nữa ý thức và thao tác của Tần Lâm cũng rất lợi hại, ngang tài ngang sức với thời kỳ đỉnh cao của ông ta, vì thế bây giờ muốn vượt qua anh là chuyện không thể nào. Chị Na cầm một chiếc điều khiển từ xa rồi ấn nút. Xoạch một cái, bỗng nhiên bên dưới vô lăng của Tần Lâm phát ra tiếng nổ. Hồ Gia Hân sững sờ, tiếng gì đấy? Tần Lâm khẽ xoay vô lăng rồi nói. Vô lăng trục trặc rồi. Mặt Hồ Gia Hân biến sắc lớn. Cái gì, vô lăng bị hỏng sao? Vậy mau phanh lại đi. Vô lăng bị hỏng thì lái kiểu gì? Phía trước sắp đến đoạn đường vòng hình chữ U cuối cùng rồi, không thể điều khiển được phương hướng, bọn họ chỉ có thể phanh xe. Tần Lâm không đạp phanh mà quay đầu lại, lấy một cây gậy đánh gôn ở ghế sau rồi bẻ làm đôi. Sau đó Tần Lâm dùng lực kéo một phát, vô lăng tung ra, anh chọc gậy đánh gôn vào trong, dùng lực bẻ sang bên trái. Sau đó, chân trái điều khiển côn, chân phải đạp ga rồi kéo tay phanh. Xoạt! Lập tức xe vẽ ra một đường vòng cung hoàn hảo, trượt bánh sau lượn qua khúc cua. Sau khi Tần Lâm cắm gậy gôn vào trong, chọc đúng vào cái lỗ vô lăng, bên trái và bên phải đều có cần kéo. Khi gậy gôn di chuyển về phía bên trái sẽ bị cần kéo bên phải kéo qua và quay sang trái, ngược lại cũng như thế. Tần Lâm hiểu rõ về cấu tạo động cơ xe ô tô nên mới hoàn thành thao tác này trong thời gian ngắn như thế. Hồ Gia Hân hét lên, đúng là kích thích quá. Cô sững sờ, chuỗi thao tác của Tần Lâm cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu cũng không thể có trình độ này được. Nếu như đổi lại là cô, vô lăng mất tác dụng chắc chắn sẽ đạp phanh dừng xe. Không ngờ rằng Tần Lâm lại không hề giảm tốc độ, vẫn trượt bánh sau, anh phải tự tin như thế nào về kỹ thuật lái xe của bản thân chứ? Thấy xe phóng về điểm đích, Hồ Gia Hân thở phào nhẹ nhõm. Lão Tần, anh điên à? Không có vô lăng mà vẫn có thể trượt bánh sau. Tần Lâm nghe thấy thế liền cười nhạt. Tài xế thực thụ hoàn toàn không để ý đến việc có vô lăng hay không. Hồ Gia Hân lộ vẻ mặt sùng bái, lão Tần này đúng là đứa con trai bảo bối, cái gì anh cũng biết, lợi hại thật đấy. Uống bao nhiêu rượu cũng không say lại còn biết đua xe, thắng cả Schumacher, ngoại trừ từ, đỉnh của chóp, thì không còn từ nào có thể miêu tả được anh. Lúc này Hồ Gia Hân cảm thấy Tần Lâm và Liễu Thanh Thanh yêu nhau. Điều này thực sự khiến cô buồn bực. Đây là bạn trai của Liễu Thanh Thanh, nếu như là bạn trai của người khác, cô chắc chắn sẽ cướp lại. Tầm mười mấy giây sau, xe của Schumacher mới đến, phóng vút qua điểm cuối, hai người bọn họ không xuống xe. Tầm mấy phút sau thực sự không chịu nổi nữa, bởi vì bọn họ nhận ra cho dù không xuống xe cũng vô ích chi bằng xuống còn hơn. Sau khi xuống xe mọi người mới phát hiện ra chị Na không phải là người lái xe. Bọn họ cũng nghi ngờ sao hôm nay kỹ thuật lái xe của cô ta lại tốt như thế chứ. Thì ra là gian lận. Điều nực cười là gian lận nhưng vẫn không thắng. Lúc này sự đắc ý hiện rõ trên gương mặt của Hồ Gia Hân, cô nhìn chị Na rồi nói. Sao nào, có chơi có chịu chứ? Mười mấy giây, đến đèn hậu cũng không nhìn thấy phải không? Với khoảng cách mười mấy giây thực sự đến đèn hậu cũng không nhìn thấy. Chị Na u ám mặt mày, chẳng nói một câu nào. Thua thì cũng thua rồi, không có gì để phân minh. Ha ha, kỹ thuật lái xe của anh tốt thật đấy, hôm nay coi như anh thắng, hẹn lần sau gặp lại. Nói xong chị Na định lên xe rời đi. Hồ Gia Hân đột nhiên kéo cô ta lại, làm gì vậy, còn chưa thực hiện lời cá cược mà cô đã định đi sao? Hồ Gia Hân không phải là người dễ bắt nạt, trước đây chị Na chế giễu cô, bây giờ thua rồi lại muốn đi, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ? Mặt chị Na biến sắc, Hồ Gia Hân, cô muốn làm gì, cô đừng có quá đáng, cô có tin tôi tìm người xử lý cô không? Hồ Gia Hân cười khẩy, cô ta không uy hiếp còn đỡ, đằng này lại dám uy hiếp, Hồ Gia Hân càng bực mình. Xử lý tôi, cô tưởng Hồ Gia Hân tôi chỉ dọa đùa thôi à, cô còn muốn tìm người xử lý tôi sao, cô tìm thử đi. Nói xong Hồ Gia Hân đứng trước mặt chị Na, khoanh tay nói. Cởi đồ đi, có chơi có chịu.
nếu không hôm nay cô đừng hòng xuống núi. Hồ Gia Hân đúng là có khí chất nữ cường, nói hai ba câu đã khiến chị Na không dám nhúc nhích, hơn nữa bao nhiêu người nhìn như thế, có nhiều tên đàn ông bắt đầu hò hét hùa theo, chuyện đã đến nước này rồi, không cởi không được. Chị Na cắn môi, cứng đầu nói. Hồ Gia Hân, làm người nên chừa cho người khác một con đường sống, sau này gặp nhau còn vui vẻ, cô đừng có tuyệt tình như thế. Hồ Gia Hân cười khẩy, hôm nay nếu như tôi thua, cô sẽ tha cho tôi chắc. Mau lên, đừng có phí lời với tôi. Những người khác cũng hù theo. Mau lên, có chơi có chịu, cởi đi, cởi đi, cởi đi, cởi đi. Chị Na cắn môi, mặt tái mét lại, nhiều người vây quanh cô ta như thế, không thể nào chạy được. Cô ta cởi từng cái cúc áo trước mặt mọi người. Chỉ còn lại áo con, làn da trắng nõn lộ ra trước đám đông, lập tức khiến nhiều người hò hét, huýt sáo, văng tục. Mặt chị Na tối sầm lại đến mức sắp phát ra nước. Được chưa, chị Na nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt vô cùng khó coi. Hồ Gia Hân cũng không làm khó cô ta nữa, nói với vẻ mặt chế giễu. Biết nhận thua là được rồi, thôi cút đi. Chị Na vội mặc áo, lái xe xuống núi. Những người khác xuống lấy, nhưng người được bao vây lại không phải là Hồ Gia Hân. Bởi vì bọn họ nhận ra Schumacher. Schumacher, là Schumacher. Vãi trưởng, thực sự là Schumacher, cô không nói tôi cũng không biết đâu, đây là thần tượng của tôi, nhân vật giống như thần vậy. Không ngờ rằng tôi có thể gặp được thần tượng của mình trong đời. Nhìn thấy Schumacher tất cả đều hào hứng, mọi người đều đam mê đua xe, ai mà không nhận ra nhân vật huyền thoại trong ngành này chứ. Giống như Jordan đột nhiên bước ra sân bóng rổ vậy. Người bình thường không thể nào cảm nhận được mức độ được yêu thích. Lúc mọi người xuống lấy xin Schumacher ký tên chụp hình, ông ta lại lịch sự từ chối, đến trước mặt Tần Lâm cung kính nói. Tôi có thể kết bạn với cậu được không? Cậu dạy tôi về kỹ thuật trượt bánh xe khúc cua vừa nãy được không? Mọi người lập tức sững sờ. Đây là Schumacher đấy. Schumacher lại nhờ Tần Lâm chỉ bảo. Tần Lâm thực sự lợi hại như vậy sao? Tần Lâm sững sờ. Không ngờ Schumacher lại khiêm tốn như thế, cũng khá ham học hỏi. Dù gì ông ta cũng là nhà vô địch thế giới, lúc nào cũng phải giữ cho mình một thái độ khiêm tốn thì mới có thể tiến bộ không ngừng được. Tần Lâm nói, nếu ông muốn học, tôi chỉ sơ qua cho ông. Lên xe. Nói xong Tần Lâm ngồi lên xe, Schumacher nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ, vẻ mặt vô cùng hào hứng. Sau khi lên xe Tần Lâm phóng vút đi, lái lại lộ trình lúc nãy. Giải thích từng thao tác cho Schumacher. Mặc dù Hồ Gia Hân cũng là người yêu thích đua xe nhưng cô cũng không hiểu được hết thao tác của Tần Lâm, nhiều lúc cua không giảm tốc độ mà lại tăng tốc, cô không rõ tại sao lại làm thế. Nhưng Schumacher thì khác, đây là nhân vật huyền thoại, Tần Lâm giải thích đơn giản một câu là ông ta liền ngộ ra ngay. Lái một vòng rồi quay về, mặt Schumacher lộ vẻ sùng kính, vô cùng bái phục Tần Lâm, ông ta bắt tay anh. Cậu Tần lợi hại thật. Cậu là người tôi ngưỡng mộ nhất ở Hoa Hạ, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không? Schumacher rất khách khí, Tần Lâm cũng chẳng biết nói gì nữa đành cho ông ta phương thức liên lạc, hai người cũng coi như quen biết nhau. Hồ Gia Hân nhân cơ hội này nhanh chóng chụp hình, xin chữ ký của Schumacher, khiến những người khác rất ghen tị. Schumacher cũng rất chiều fan, bằng lòng chụp ảnh lưu lại kỷ niệm với mọi người. Tần Lâm và Hồ Gia Hân lên xe Land Rover lái về nhà. Lúc xuống núi Hồ Gia Hân nói, không ngờ chị Na lại dám giở trò với tôi, cô ta cố ý cho chúng ta mượn con xe có vấn đề, trong thời khắc quan trọng khiến vô lăng gặp trục trặc, lòng dạ đàn bà đúng là nham hiểm nhất. Nếu như đến đoạn cua mà vô lăng mất tác dụng, chẳng phải tính mạng của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Lúc này Hồ Gia Hân mới phản ứng lại được, càng nghĩ càng bực. Bắt cô ta cởi đồ là hời cho cô ta rồi. Lúc Hồ Gia Hân đang mắng chửi. Đột nhiên phía trước vài người xuất hiện chặn xe bọn họ lại. Vừa dừng xe, bên ngoài bị đập bằng gậy côn, ầm ầm ầm. Đập vài phát, con xe Land Rover của Hồ Gia Hân liền méo mó, đám người này ra tay rất gọn lẹ, chắc chắn là bọn chuyên làm những chuyện này. Hồ Gia Hân thấy hơi sợ, nắm lấy cánh tay Tần Lâm theo bản năng, cô hỏi. Phải làm sao đây, hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Tần Lâm cười nhạt, không vội. Nước xa không cứu được lửa gần, bây giờ báo cảnh sát cũng vô ích. Hai người bước xuống xe,
một người phụ nữ với vẻ mặt u ám xuất hiện từ phía sau đám đàn ông, đó chính là chị Na. Hồ Gia Hân, lúc nãy cô oai lắm mà, ghê gớm lắm đúng không? Bây giờ cô ra oai nữa đi cho tôi xem nào. Hồ Gia Hân u ám mặt mày. Chị Na, có chơi có chịu, không chơi đàng hoàng được cứ thích dở trò bẩn thỉu phải không? Chị Na cười khẩy, tôi chơi bẩn đấy thì sao nào? Chị Na cũng không phải người nổi tiếng gì, chỉ là con gái nhà giàu kinh doanh nhỏ mà thôi. Cô ta có thể làm những thứ mà không cần quan tâm đến ý kiến của người khác. Lúc ở trên đã bị người khác ức hiếp rồi, đương nhiên cô ta sẽ tìm người đến trả thù. Hồ Gia Hân có tiền thì sao, bây giờ ở trong tình cảnh này còn không chịu rén nữa ư? Hồ Gia Hân cau mày, sắc mặt trở nên khó coi. Chị Na, vừa nãy là do chúng ta thi đấu, nếu đã cực thì phải chịu thua, nếu cô làm như vậy thì bản chất đã thay đổi rồi đấy. Chị Na cười khẩy, thay đổi thì sao, lát nữa thôi, Tổng Giám Đốc Hồ sẽ phải cởi đồ trước mặt bao nhiêu đàn ông ở đây, cô đoán thử xem tôi có tung đoạn video này ra không. Sắc mặt Hồ Gia Hân xa sầm xuống. Chị Na có chút quá đáng rồi, xem ra cô ta có ý định quay video, sau đó dùng nó để uy hiếp Hồ Gia Hân. Lúc trước, khi chị Na cởi quần áo, Hồ Gia Hân chưa từng uy hiếp cô ta, cũng không dùng điện thoại quay lại. Không ngờ lòng dạ người phụ nữ này lại ác độc đến vậy. Chị Na cũng không phải nhân vật quan trọng, thân phận cũng không có gì đặc biệt. Nhưng Hồ Gia Hân thì khác, cô là bà chủ của châu báu Gia Hân, nếu đoạn video cởi đồ của cô bị phát tán thì công ty của bọn họ sẽ trở thành trò đùa mất. Đến lúc đó, giá cổ phiếu của châu báu Gia Hân sẽ giảm mạnh. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến công ty của họ. Hơn nữa, danh tiếng của Hồ Gia Hân cũng sẽ bị hủy hoại, bà chủ tỷ phú nửa đêm đi đua xe bị người ta lột đồ, tin tức này chắc chắn sẽ lên tiêu đề trang nhất. Hồ Gia Hân có chút sợ hãi, theo bản năng lùi về sau vài bước. Tần Lâm lại vô cùng điềm tĩnh, đứng trước mặt Hồ Gia Hân để bảo vệ cô. Chị Na liền cười khẩy, nói. Họ Tần kia, anh muốn lo chuyện bao đồng đúng không? Tôi cho anh một cơ hội, nếu kỹ thuật lái của anh tốt thì có thể trở thành đàn em của tôi sẽ tha cho anh. Chị Na nói xong, Tần Lâm lập tức cười nhạt. Tha cho tôi, cô muốn tha cho tôi, nhưng tôi còn định tha cho các người đấy. Chị Na cau mày, có chút không nói nên lời. Anh tha cho chúng tôi, làm ơn đi, anh có nhìn thấy rõ tình hình chưa? Anh không nhìn thấy xung quanh có bao nhiêu người à? Tần Lâm nhìn một lượt mười mấy người đàn ông xung quanh. Sau đó cười chế nhạo. Chỉ có mấy người mà thôi. Thật xin lỗi, tất cả các người, bị tôi bao vây rồi. Lời nói của Tần Lâm khiến cho mọi người sững sờ. Chúng tôi, bị bao vây. Con mẹ mày bị điên à? Chị Na, ra tay đi, có nói nhiều với bọn chúng cũng không tác dụng gì đâu, cứ đánh trước đã rồi nói. Mấy tên đàn ông cường tráng lao tới, sau đó nắm lấy cánh tay Tần Lâm, chuẩn bị ra tay. Xong. Ngay lúc bọn họ vừa nắm được cánh tay Tần Lâm, cảm giác như bắt được một con cá trạch vậy, trơn tuột và không thể nào bắt nổi. Sau khi Tần Lâm né sang một bên, trong tay bỗng lóe lên một tia sáng màu bạc, ngay lập tức một cây kim bạc đâm vào cổ đối phương. Đột nhiên, những người đàn ông cường tráng kia bỗng nhắm mắt lại, sau đó ngã phịch xuống đất, không hề báo trước. Nhìn thấy hai anh em ngay lập tức bất tỉnh nhân sự, tất cả mọi người đều sững ra, không biết Tần Lâm đã dùng thủ đoạn gì. Người đàn ông này nằm thẳng trên mặt đất, tay vẫn siết chặt nắm đấm, giống hệt như bị co cứng vậy. Đương nhiên bọn họ không thể nào nhìn ra được đó là do Tần Lâm điểm huyệt. Điểm huyệt thông thường là dùng ngón tay ấn vào huyệt đạo, hiệu quả tương đối yếu. Nhưng kỹ thuật của Tần Lâm lại khá lợi hại, kim bạc đâm vào huyệt đạo, tác dụng sẽ mạnh hơn ngón tay rất nhiều. Lúc này, những người bị điểm huyệt sẽ co cứng cơ thể, giống như một hình nộm vậy. Những người khác cũng có chút sững sờ, sau đó vội vàng xông lên, vây quanh Tần Lâm rồi bắt đầu ra tay. Bọn họ đều xuất thân từ giang hồ, tay chân vô cùng nhanh nhẹn, đi đâu cũng có người quen biết chào hỏi. Nhưng động tác của Tần Lâm quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp ra đòn thì đã bị một cây kim bạc đâm vào người. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một vài đốm hoa trắng, tựa hồ như bóng hình của Tần Lâm. Lúc này Tần Lâm giống hệt như Lăng Ba trong tiểu thuyết kiếm hiệp vậy. Có thể ghim chặt mọi người chỉ trong vài bước. Những cây kim bạc này dường như có ma lực, đóng như đóng đinh vào từng người một, khiến cho tất cả mọi người đều bất động. Trong vài giây,
Động tác của đám người kia vẫn cứng đờ, vẫn giữ nguyên bộ dạng chuẩn bị đánh vừa rồi, kết quả tất cả đều đã bị biến thành tượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, chị Na như chết lặng. Này, các người làm gì đó, tại sao không động đậy đi? Này, này! Chị Na hoi kinh hãi, sau đó nhìn Tần Lâm rồi nói. Anh làm gì bọn họ rồi, nói mau, mau giải đi. Tần Lâm cười khẩy, cô cũng ngây thơ quá rồi đó, tha cho cô một lần rồi, còn nghĩ sẽ tha lần hai sao. Sắc mặt chị Na trở nên vô cùng khó coi, chân cũng bắt đầu run rẩy. Tần Lâm kinh khủng quá, chỉ động đậy vài cái liền có thể khiến cho những người khác bất động. Trông bọn họ giống hệt như người chết vậy. Mặt chị Na tái mét. Anh đừng có làm bậy, anh có biết bố tôi làm gì không? Tần Lâm cười khẩy, nói đi, nói rõ lai lịch ra, để tôi xem có lợi hại không. Chị Na nghiến răng nghiến lợi, bố tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn Hiên Viên. Tần Lâm chợt sững ra, ồ, trùng hợp vậy sao, bố cô là vị phó tổng nào nhỉ? Nhìn thấy Tần Lâm thật sự dừng lại, chị Na vui mừng khôn xiết, xem ra thân phận của bố cô ta còn có thể trấn áp được người khác. Bố tôi là phó tổng giám đốc Lữ, tốt nhất anh đừng nên làm bậy. Nếu không mối quan hệ của bố tôi sẽ khiến anh không thể nào tưởng tượng nổi. Tần Lâm liền gật đầu, tôi biết rồi. Nói xong, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhị. Chủ tịch Tần, Vương Nhị nghe. Tần Lâm liền đi thẳng vào vấn đề, có ai là phó tổng giám đốc Lữ không? Vương Nhị liền đáp, có, sao vậy ạ? Tần Lâm nói, sa thải ông ta. Vương Nhị bỗng sững ra một lúc, sau đó lập tức trả lời, hiểu rồi ạ. Với mệnh lệnh của Chủ tịch Tần thì Vương Nhị phải chấp hành vô điều kiện, hơn nữa còn không thể hỏi nguyên nhân. Bị Chủ tịch Tần sa thải thì chắc là có lý do của nó. Nghe thấy đoạn đối thoại của Tần Lâm qua điện thoại, chị Na chợt sững ra. Anh làm gì vậy? Anh có quyền để ra lệnh sa thải ở tập đoàn Hiên Viên sao? Anh điên rồi à? Có cần thiết phải bốc phét đến vậy không? Tần Lâm liền cười khẩy, không tin ư. Vậy cô có thể gọi điện hỏi thử xem. Vẻ mặt chị Na bối rối, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho bố. Alo, bố không sao chứ? Giọng thở dài của phó tổng giám đốc Lữ truyền đến từ bên kia điện thoại, bố. Bố vừa bị công ty sa thải, bố cũng không biết tại sao nữa, công ty đột nhiên sa thải bố, còn nói đây là quyết định của chủ tịch, nhưng bố đâu làm chuyện gì sai, thôi được rồi Nana, trước mắt không nói nữa. Sau khi cúp điện thoại, Lữ Nana ngẩn người ra. Mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tần Lâm. Thật sự chỉ với một cuộc điện thoại đã có thể khiến bố cô ta mất việc. Anh là chủ tịch của tập đoàn Hiên Viên. Tần Lâm không trả lời, mà chỉ cười nhạt, nói đi, cô còn có chỗ dựa nào nữa. Sắc mặt Lữ Na Na xám xịt như xác chết, lắc đầu nguầy nguậy. Cô ta còn có chỗ dựa nào nữa đây? Bố cô ta rớt đài rồi, từ giờ Lữ Na Na chỉ là một người bình thường mà thôi. Tần Lâm cười khẩy một tiếng, nếu đã không còn chỗ dựa nữa thì mau cởi đồ ra đi. Mặt Lữ Na Na chợt biến sắc, tôi, anh muốn làm gì? Tần Lâm cười khẩy, con người tôi ý, là kẻ tiểu nhân mà, có thù tất báo, dùng cách của địch để trị địch, chắc cô cũng nghe qua rồi nhỉ? Nói xong, Tần Lâm liền lấy điện thoại ra, bắt đầu quay Lữ Na Na. Hồ Gia Hân bật cười, Lữ Na Na, đây là do cô tự làm tự chịu, cô mau cởi ra đi. Nếu cởi thiếu một món thì cũng đừng trách tôi. Lữ Na Na cắn răng, cô ta chỉ có thể cởi quần áo ra mà thôi, vừa cởi vừa rơi nước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận. Sau khi quay video xong, Hồ Gia Hân vô cùng hài lòng. Lữ Na Na, nếu như cô không động vào tôi thì tôi sẽ không tung video này ra ngoài, tất cả chúng ta đều bình an vô sự. Nhưng nếu cô dám khiêu khích tôi thì đừng trách sao tôi không khách khí. Lúc nãy Lữ Na Na sao còn dám động vào Hồ Gia Hân, lúc trước bố cô ta là quản lý cấp cao ở tập đoàn Hiên Viên thì cô ta còn có chút tự tin, bây giờ bố cô ta đã mất việc rồi, cô ta cũng chỉ là con nhà bình thường mà thôi, làm sao có đủ tư cách để đấu với Hồ Gia Hân đây. Sau khi Lữ Na Na mặt mày ủ rũ rời đi, Hồ Gia Hân vẫn cảm thấy chưa xả giận, sau đó nhìn vào chiếc Land Rover bị đập nát của cô rồi nói. Ôi xe của tôi! Con tiện nhân này thực sự làm tôi tức chết mất, có lẽ bây giờ cô ta không đền nổi xe cho tôi nữa rồi. Tần Lâm liền cười bất lực, cô có tiền như vậy, tự mua một chiếc chẳng phải là xong rồi sao? Hồ Gia Hân mang trong người hàng chục tỷ, chỉ một chiếc Land Rover thì có đáng gì? Hồ Gia Hân nghe xong,
đột nhiên trên khuôn mặt lộ ra vẻ hí hửng, nói. Tôi có tiền, tôi không có tiền bằng anh đâu, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà, không ngờ anh lại là ông chủ của tập đoàn Hiên Viên đấy. Tần Lâm sững ra một lúc, bất lực lắc đầu, ha ha, tôi cũng chưa từng nói tôi nghèo mà. Vậy anh cũng chưa từng nói mình là ông chủ của tập đoàn Hiên Viên nhỉ? Quy mô hiện tại của tập đoàn Hiên Viên rất lớn, chỉ tính riêng mỗi tổng công ty thì Tần Lâm đã ngang giá so với Hồ Gia Hân rồi. Chỉ là Hồ Gia Hân nổi sớm hơn một chút mà thôi, châu báu Gia Hân vô cùng có tiếng, vậy nên cô cũng chỉ nổi tiếng hơn Tần Lâm mà thôi. Nhưng nếu thực sự mà nói thì khối tài sản của Tần Lâm chắc hẳn phải hơn nhiều so với Hồ Gia Hân. Tần Lâm bất lực, cũng không có gì, chẳng phải cô cũng là bà chủ sao? Hồ Gia Hân liền nói, không được, lúc trước tôi nghĩ anh chẳng có bao nhiêu tiền nên mới không đòi quà anh. Bây giờ anh lại có tiền như thế, chắc tặng tôi một chiếc xe không thành vấn đề chứ. Nhìn thấy bộ dạng này của Hồ Gia Hân, Tần Lâm cũng chỉ biết cười khổ, không biết trong lòng người phụ nữ này nghĩ cái gì nữa. Chỉ một chiếc xe thôi mà, với thân phận của cô thì có thể tùy tiện mua lúc nào trả được. Tần Lâm liền nói, được, cô cứ về nhà đợi đi, để tôi mua một chiếc rồi đưa qua đó. Nói xong, cả hai bắt taxi đưa Hồ Gia Hân về công ty, sau đó gọi người kéo chiếc Land Rover nát này đi. Còn Tần Lâm trực tiếp đi đến cửa hàng Rolls-Royce 4S. Đã đến đây lần ba nên Tần Lâm cũng quen mặt rồi. Tất cả nhân viên bán hàng trong cửa hàng Rolls-Royce đều nhận ra Tần Lâm, hơn nữa còn rất có ấn tượng với anh. Trong hai ngày liên tiếp, anh đã mua hai chiếc Cullinan từ chỗ Điểm Điểm, trực tiếp giúp cho cô ấy có 1 triệu, đây thực sự là khoản hoa hồng bán hàng lớn nhất từ trước đến nay. Hơn nữa còn có tin đồn, ông chủ lớn này muốn làm thân với Điểm Điểm nên đã cố tình mua xe để cô hưởng hoa hồng. Đương nhiên Điểm Điểm không hề để tâm đến chuyện đó, dù trong lòng cô cũng có chút khao khát. Phụ nữ không phải ai cũng thích đàn ông giàu có, nhưng một người đàn ông đẹp trai, trẻ trung, phong độ, lại còn có tiền thì rất dễ khiến người khác mê mẩn. Tần Lâm lại đến cửa hàng 4S thêm lần nữa, lần này là Tiểu Mai đứng đón anh ở cửa. Tiểu Mai bĩu môi, biết rằng lúc trước đã đắc tội với Tần Lâm nên dù gì Tiểu Mai cũng sẽ không lựa chọn việc giới thiệu cho anh. Vậy nên Tiểu Mai cũng không trực tiếp tiếp đãi Tần Lâm, mà hét to lên. Điềm Điềm. Khách hàng của cô đến rồi này. Sau khi Điềm Điềm đến, nhìn thấy đó là Tần Lâm, gương mặt bỗng nở một nụ cười rạng rỡ. Anh Tần, anh đến rồi à, mau vào trong đi. Điềm Điềm tiếp đón Tần Lâm một cách nồng nhiệt, cho dù là lịch sự nghề nghiệp hay vì lòng biết ơn đối với Tần Lâm thì Điềm Điềm vẫn vô cùng nhiệt tình, vẫn chăm sóc anh rất chu đáo. Sau khi Tần Lâm ngồi xuống, Điềm Điềm mới hỏi. Anh Tần, xin hỏi hôm nay anh muốn sửa chữa hay bảo dưỡng? Tần Lâm điềm đạm nói. Tôi mua xe. Nói xong, anh liền chỉ vào chiếc Cullinan trong phòng trưng bày rồi nói. Lấy cho tôi thêm chiếc đó nữa. Tần Lâm vừa dứt lời, đột nhiên tất cả mọi người đều im bặt. Cái gì, mua thêm 1 chiếc, điên rồi sao, mua xe hay mua rau vậy? Anh Tần này bị gì thế? Điềm điềm ngẩn ra, không ngờ anh Tần vẫn đến đây để mua xe, hơn nữa còn là cùng một kiểu. Chiếc Rolls-Royce Cullinan này gần như đứng đầu trong các loại xe địa hình. Vì Hồ Gia Hân thích Land Rover nên chắc chắn cô ấy sẽ thích chiếc này, mua 1 chiếc xe tặng cô ấy cũng không có vấn đề gì. Điềm Điềm nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của Tần Lâm, đột nhiên nghĩ rằng chẳng lẽ những lời đồn trước kia là thật sao? Anh Tần có ý với cô à? Hết lần này đến lần khác đến đây mua xe chỉ để làm cho doanh số bán hàng của Điềm Điềm nổi bật, để có thêm hoa hồng ư? Nghĩ đến đây, Điềm Điềm có hơi đỏ mặt. Anh Tần, anh, thật ra anh không cần phải làm vậy đâu. Ý Điềm Điềm muốn nói là nếu anh có muốn qua lại với cô thì cứ nói thẳng ra là được, không cần thiết cứ phải mua xe, thế thì phí tiền lắm. Tần Lâm nhìn thấy bộ dạng của Điềm Điềm, nhất thời cạn lời, bèn nói. Tôi thật sự muốn mua xe để tặng bạn, cô mau chóng làm hóa đơn đi. Hả, vậy à, Điềm Điềm sững sờ, mặt lại đỏ bừng, đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Người ta thật sự muốn mua xe, không phải cố tình cho mày thành tích đâu, đừng có tự mơ mộng nữa được không hả Điềm Điềm. Điềm Điềm đỏ mặt làm thủ tục cho Tần Lâm, cho dù Tần Lâm nói như vậy nhưng trong lòng Điềm Điềm vẫn cảm thấy rất vui. 3 lần liên tiếp làm hợp đồng mua xe, sau mỗi lần ký hợp đồng thì Điềm Điềm lại có thêm 500.000 hoa hồng, thật hời quá đi.
Tháng lương đầu tiên đi làm lại là 1.500.000, đây là điều mà Điềm Điềm không thể nào mơ đến được. Điềm Điềm nhanh chóng hoàn thành thủ tục cho Tần Lâm, cuối cùng cũng lấy hết can đảm rồi hỏi. Anh Tần, chúng ta, hay là thêm bạn bè Zalo nhé, sau này để dễ liên lạc, anh có chuyện gì thì cứ hẹn trước với tôi. Được, Tần Lâm cũng không nghĩ nhiều, lập tức đưa Zalo cho Điềm Điềm. Trên thực tế, việc nhân viên bán hàng và khách hàng thêm Zalo nhau là điều bình thường, vì khi mua xe cần phải trao đổi với nhân viên bán hàng trước mà sau khi mua. Nhưng Điềm Điềm thêm Zalo của Tần Lâm, ngoại trừ công việc vẫn có một ít tâm tư nên khiến cô càng cảm thấy xấu hổ. Ngay sau khi mua xe xong, Tần Lâm đã trực tiếp nhờ cửa hàng 4S đưa xe đến châu báu Gia Hân, dù sao cũng là tặng cho Hồ Gia Hân nên anh cũng không nhất thiết phải đến đó. Lát nữa gọi taxi cho tôi nhé. Tần Lâm vừa dứt lời, Điềm Điềm liền nói. Anh Tần, tôi sắp ra ca rồi, hay là tôi đưa anh về nhé? Tần Lâm sững ra một lúc, có phiền cô không? Điềm Điềm vội vàng nói, không phiền không phiền, không phiền chút nào, anh Tần đợi tôi một lát nhé, để tôi sửa soạn ra ca. Tần Lâm gật đầu, sau đó ngồi ở sofa đợi một lúc. Điềm Điềm vui vẻ đi thay quần áo, vốn việc nhân viên bán hàng đưa khách về là chuyện bình thường. Dù gì khi bán được một đơn lại có nhiều tiền hoa hồng đến vậy, cho nên cách phục vụ này cũng không có gì lạ. Chỉ là không biết tại sao Điềm Điềm lại cảm thấy vô cùng căng thẳng khi tiễn Tần Lâm về nhà. Không bao lâu sau cô đã thay quần áo xong, sau đó bước ra. Đập vào mắt là một cô bé trong sáng đáng yêu, mặc một chiếc váy đen trắng, trông vô cùng trong sáng và xinh xắn. Anh Tần, chúng ta đi thôi. Tần Lâm đi theo Điềm Điềm ra cửa sau của cửa hàng 4S, nghe thấy tiếng xe của Điềm Điềm, đó là một chiếc xe bôn bôn, một loại xe tay ga cấp thấp. Điềm Điềm cảm thấy có chút xấu hổ, anh Tần chịu thiệt rồi, xe của tôi không tốt cho lắm. Tần Lâm liền mỉm cười, không sao, dễ thương lắm, rất phù hợp với cô. Điềm Điềm cười hi hi, cô thật sự có chút xấu hổ. Anh Tần người ta đến mua xe, lại toàn mua xe trị giá mấy chục triệu, nhưng lại bị bắt gặp đi ra bằng chiếc xe với giá 40.000 tệ này. Không còn cách nào khác, Điềm Điềm chỉ là một người bình thường, mới tốt nghiệp đại học và đi làm, căn bản không thể nào có tiền. Chiếc xe với giá 40.000 tệ được mua bằng tiền vay, nếu không phải để tiện đi làm thì Điềm Điềm cũng không nỡ bỏ tiền ra mua xe. Vì vị trí của cửa hàng Rolls-Royce 4S này tương đối hẻo lánh, xung quanh không có ga tàu điện ngầm hay trạm xe buýt, nếu không mua xe thì cô sẽ đi làm muộn mỗi ngày mất. Mặc dù chiếc xe này tương đối rẻ, nhưng bên trong rất sạch sẽ và ấm áp, nhìn qua cũng biết Điềm Điềm là một người ưa sạch sẽ. Ngài Tần, anh sống ở đâu? Tần Tuấn nói, đừng có gọi tôi là ngài này kia nữa, cứ gọi tôi là anh Tần. Này, anh Tần, chúng ta đi đâu vậy? Đến núi Thanh Mai. Tần Lâm sống ở trang viên Thanh Mai, đương nhiên đến gần đó anh sẽ biết. Điềm Điềm gật đầu, trong lòng thầm lẩm bẩm. Gần núi Thanh Mai. Không có bất kỳ khu dân cư nào ở đó, ngoại trừ một trang viên màu xanh lá cây mận, thì dường như không có gì khác. Chẳng lẽ anh Tần sống ở trang viên Thanh Mai à? Cũng rất có thể, một đại gia có thể mua 3 chiếc xe trong một tháng, đương nhiên sẽ có thể sống ở trang viên Thanh Mai. Điềm Điềm lè lưỡi, bọn họ đã thảo luận trong cửa hàng trước đó, rốt cuộc ai là người đủ tiêu chuẩn để sống ở một nơi tuyệt vời như trang viên Thanh Mai. Một số người nói đó là Mạnh Văn Cương, và một số người nói đó là Hà Niệm Anh. Quả nhiên không ngờ chủ nhân của trang viên Thanh Mai lại thực sự là Tần Lâm, một người trẻ tuổi và đẹp trai như vậy. Phải biết rằng chủ nhân của trang viên Thanh Mai với hàng trăm triệu tệ đang ngồi trên đống tiền lẻ 40.000 này để về nhà, có lẽ vài người sẽ bị lật đổ tam quan mất. Điềm Điềm lái xe khá chậm rãi ổn định, vừa nhìn liền biết là một nữ tài xế mới vào nghề, Tần Lâm cũng không vội, hai người vừa lái xe vừa trò chuyện, cũng khá thú vị. Ở dưới cầu vượt, Điềm Điềm cảm thấy hơi áy náy khi chứng kiến cảnh tắc đường kéo dài. Xin lỗi anh Tần, nếu không phải anh đợi em, có lẽ anh sẽ không bị kẹt xe. Tần Lâm mỉm cười, con người của Điềm Điềm thật sự rất tốt, không liên quan gì đến cô, tôi không đợi cô mấy phút mà thôi, còn phải cảm ơn cô vì đã đưa tôi về nữa, nếu không thì tôi phải đi tàu điện ngầm về rồi. Hi hi, Điềm Điềm mỉm cười, nói đùa gì chứ? Anh là chủ nhân của trang viên Thanh Mai mà vẫn có thể đi tàu điện ngầm về nhà sao? Hơn nữa tàu điện ngầm cũng không đến nhà anh được.
cả hai bị tắc đường 10 phút và không thể di chuyển được, đường dưới cầu khá thông thoáng, nhưng nếu muốn đến núi Thanh Mai thì phải đi qua cầu. Rột rột, bụng Điềm Điềm đột nhiên vang lên âm thanh, trên mặt cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ, liền có chút đỏ bừng. Tần Lâm cười nói, sao chúng ta không tìm chỗ ăn trước? Hả, thật xấu hổ quá, không phải là lãng phí thời gian của anh sao? Tần Lâm nói, không sao, tôi cũng không có việc gì gấp, hay là chúng ta cũng ăn nhé? Thật tốt quá, vừa hay tôi cũng muốn mời anh đi ăn, anh giúp đỡ việc làm ăn của tôi, làm cho tôi có rất nhiều hoa hồng, tôi cũng chỉ muốn tìm cơ hội để cảm ơn anh. Tần Lâm cười nói, không cần khách sáo, chỉ cần tìm một quán ven đường ăn là được, thoải mái một chút. Điềm Điềm sững ra chốc lát, đúng vậy, người ta nắm bạc tỷ trong tay thì có sơn hào hải vị nào mà chưa ăn qua chứ, có lẽ anh muốn trải nghiệm kiểu quán ven đường, cảm thấy vô cùng độc đáo. À, tôi biết một quán ven đường không tồi, tôi sẽ đưa anh đến đó. Điềm Điềm trực tiếp bẻ lái, đi qua gầm cầu, đến gần nhà bọn họ, sau đó đi vào một con hẻm nhỏ. Vừa vào hẻm đã ngửi thấy mùi thịt nướng, ngay cả ngón tay Tần Lâm cũng bắt đầu động đậy. Điềm Điềm cười hi hi, anh Tần, thế nào, mùi vị không tồi chứ, ăn ngon lắm đó. Cô dẫn Tần Lâm vào một cái sân nhỏ ở cuối hẻm, ở đó được lát nền gạch xanh lam với một vài chiếc bàn nhỏ và ghế dài, tổng cộng có 5-6 cái bàn, hai bàn dành cho khách, xem ra rất giống với nơi của người lao động vừa mới tan làm để xả stress, uống bia và ăn thịt nướng, vô cùng dễ chịu. Điềm Điềm dẫn bạn đến à? Một người phụ nữ trung niên đang nướng thịt xiên, nhìn thấy Điềm Điềm bước vào liền lập tức tiếp đón nồng hậu. À, dì Tôn, cháu dẫn. Một người bạn đến dùng bữa, chỉ là những món cháu thường hay ăn lấy gấp đôi nhé. Có ngay. Ban đầu Điềm Điềm muốn nói là đưa khách hàng đến ăn tối, nhưng cô đã đổi thành bạn. Điềm Điềm không biết tại sao mình lại nói như vậy, chẳng lẽ khi nói bạn thì sẽ thân thiết với Tần Lâm hơn sao? Chẳng mấy chốc đã có bia và thịt nướng, Tần Lâm và Điềm Điềm vô cùng vui vẻ, tuy quầy hàng rong thậm chí không có nhãn hiệu nhưng trông vẫn sạch sẽ và hợp vệ sinh. Hương vị khá ổn, giá cả cũng rất vừa phải, Tần Lâm cảm thấy vô cùng thích thú. Hai người vẫn đang ăn, đột nhiên có hai người phụ nữ bước vào, nồng nặc mùi nước hoa, thậm chí có chút lấn át mùi thịt nướng. Hai người phụ nữ này vừa bước vào đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ăn mặc đẹp đẽ, trên người tỏa ra mùi thơm, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi đi vào, Điềm Điềm ngay lập tức quay đầu lại, chợt cau mày. Tần Lâm có chút tò mò, thấp giọng hỏi. Sao thế, quen à? Điềm Điềm gật đầu một cách bất lực, trên mặt lộ rõ vẻ chán nản. Bạn học đại học của tôi, khi còn đi học đã vô cùng phiền phức, hy vọng họ không nhìn thấy tôi. Điềm Điềm cúi đầu, yên lặng ăn thịt nướng. Sau khi Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình ngồi xuống, bọn họ mới bắt đầu gọi xiên que, sau đó ánh mắt đổ về phía Điềm Điềm. Trong sân chỉ có vài người, còn có mấy chú công nhân nhập cư, người trẻ chỉ có mỗi Tần Lâm và Điềm Điềm, khó có thể không chú ý đến cô được. Dương Tuyết cau mày, trầm giọng nói. Nhìn xem, dáng người này trông có quen không? Kim Tuệ Bình gật đầu, cũng cảm thấy như vậy. Có phải là Chu Điềm Điềm không? Chu Điềm Điềm bất lực. Nhưng bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận nữa rồi. Cô quay đầu lại, chào hỏi hai người bọn họ. Thật là trùng hợp. Dương Tuyết đột nhiên chế nhạo, ồ, vị đại gia mua Rolls Royce cũng đến ăn ở quán nhỏ ven đường này sao? Lời nói của Dương Tuyết khá gay gắt, lúc đầu khi cả ba người cạnh tranh ở vị trí này, bọn họ đều muốn bán được Rolls Royce với tư cách nhân viên bán hàng. Mục đích của Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình vô cùng rõ ràng. Bọn họ đến đó không phải để bán Rolls Royce mà cốt ý để có cơ hội làm quen với những người có tiền. Có thể một ông chủ giàu có nào đó sẽ thích họ, ngay lập tức có thể được gả vào hào môn rồi. Nhưng Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình kém Điềm Điềm quá xa về kiến thức chuyên môn, vậy nên mới không được nhận. Bọn họ đã ôm mối hận từ lâu, nên bây giờ mỗi khi nhìn thấy Chu Điềm Điềm, đương nhiên sẽ châm chọc cô. Chu Điềm Điềm ngượng ngùng nói, Dương Tuyết, nói như vậy không hay đâu. Tôi chỉ là nhân viên bán hàng, doanh số Rolls Royce không khác gì doanh số của Zeta cả. Bán một chiếc xe tốt không phải là lái một chiếc xe tốt, Điềm Điềm tự biết mình không hề có bất kỳ cảm giác hơn người nào, cô chỉ cảm thấy mình giống như một công nhân bình thường mà thôi. Dương Tuyết cười chế nhạo. Không giống nhau đâu, cô bán xe đắt tiền như vậy, lại tiếp xúc với những người có thế lực,
không giống như hai chúng tôi bây giờ phải làm bảo hiểm, lương chỉ hơn 30.000 một tháng, hai, đùng là không thể so sánh được. Ngay khi Dương Tuyết nói, đương nhiên cô ta tự cảm thấy mình hơn người. 30.000 một tháng là mức thu nhập khá cao đối với những người thuộc tầng lớp lao động bình thường. Vậy nên Dương Tuyết mới nói không thể so được, thực ra là cô ta đang khoe khoang. Đương nhiên Dương Tuyết muốn khoe khoang, lúc đầu Chu Điềm Điềm đã đánh bại hai người họ để trở thành nhân viên bán Rolls-Royce, khiến cho họ vô cùng ghen tị và bất mãn. Sự ghen tị của phụ nữ khá gay gắt, bạn có làm việc trong Rolls-Royce không, bọn họ đều phải đi nghe ngóng, ngay cả khi bạn làm việc trong một cửa hàng Rolls-Royce 4S với mức lương dưới 10.000 tệ. Chỉ hơn 3.000 cơ bản rồi cộng thêm hoa hồng khi đạt đủ thành tích hoặc gì đó, nhiều nhất cũng là 6-7.000 mà thôi. Lý do chính là bạn không thể bán được xe ở loại cửa hàng đó, một năm bán được vài chiếc là đã tốt lắm rồi. Ngay cả khi được bán thì cũng sẽ bị những nhân viên cũ kia tranh mất, bọn họ sẽ đe dọa các thứ, đơn giản căn bản không ai có thể trấn áp được bọn họ. Vậy nên sau khi nghe ngóng xong, bọn họ cũng biết được rằng Điềm Điềm chỉ là tầng lớp lao động bình thường mà thôi. Hơn nữa cũng không phải kiểu có tiền đồ gì, những nhân viên bán xe trong các cửa hàng Mercedes-Benz BMW, ít nhất họ còn có thể leo lên vị trí giám đốc cửa hàng theo doanh số bán hàng, và từ từ thăng tiến. Nhưng đối với Chu Điềm Điềm mà nói, hầu như cô không có vị trí để thăng tiến, trừ khi có thể bán những chiếc xe siêu xe. Nhưng những năm gần đây thì có mấy ai mua xe sang chứ? Người có khả năng mua siêu xe về cơ bản cũng đã mua được rồi. Người không mua được thì không có tiền mua, có thể mở tiết kiệm một năm một lần cũng không tồi rồi. Vậy nên trong mắt họ, Chu Điềm Điềm chỉ làm một công việc có tiếng mà không có miếng mà thôi, trên thực tế không hề kiếm được nhiều tiền, hơn nữa cô vẫn là một cô gái nghèo. Chu Điềm Điềm mỉm cười, cũng không muốn tranh luận với bọn họ nữa nên mới không lên tiếng, nhưng người gì nướng xiên que không nhịn được mà nói. Điềm Điềm hiện giờ cũng đang làm ăn rất tốt, bán một chiếc xe cũng kiếm được vài trăm nghìn. Đừng nói một năm bán một chiếc, nửa năm bán một chiếc còn được nữa là. Dương Tuyết đột nhiên giễu cợt, mỗi năm bán một chiếc. Ha ha, người bán hàng không thể nào bán Rolls-Royce được, nếu vừa đến đã có thể bán được thì giám đốc và quản lý làm sao sống đây? Người ta có thể không ghen tị được sao? Dì à, chuyện này dì vẫn không hiểu đâu, nếu như Chu Điềm Điềm của dì thật sự có thu nhập cao thì cô ta còn có thể ở đây ăn thịt nướng sao? Chu Điềm Điềm đảo mắt. Không nói nên lời. Có gì sai khi ăn thịt nướng ở đây à? Chẳng lẽ có tiền là không thể ăn thịt nướng ở đây sao? Điềm Điềm chỉ thích hương vị ở đây, mặc dù môi trường chỉ ở mức trung bình, nhưng nó lại có gì đó khá đặc trưng. Hơn nữa, Điềm Điềm có thể khiến họ sợ chết khiếp khi nói ra hoa hồng trong tháng này, nhưng cô ấy vẫn vô cùng khiêm tốn khi không hề đá động gì đến chuyện này. Tần Lâm ngồi một bên, cũng cười giễu cợt nhưng không nói lời nào. Bầu không khí im lặng được một lúc thì Dương Tuyết đột nhiên xách túi lên rồi nói. Bình bình, nhìn cái túi LV mới mua của tớ xem, 18.000 đấy. Kim Tuệ Bình lập tức hiểu ra, ồ, 18.000 một cái túi à, đây là tiền lương nửa tháng của cậu đó, cậu cũng chịu chơi ghê, dù sao cũng đẹp lắm đó. Thật ra hai người đã thảo luận về chiếc túi này trên đường tới đây, bây giờ chỉ tung hô, lại mà thôi, chẳng qua là nói để Chu Điềm Điềm nghe. Dương Tuyết cười nhạt, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ha ha, chỉ là nửa tháng lương thôi mà, cắn răng là có thể mua được, nếu là người khác thì sợ phải mất cả mấy tháng lương mới kham nổi ấy chứ. Đúng vậy, mấy tháng lương cũng không mua được, mua xong một chiếc túi thì chẳng phải sẽ hít không khí sống hay sao? Ha ha, đúng vậy, chúng ta đến quán vỉa hè kiểu này để trải nghiệm cuộc sống, nhưng có người đến đây là vì bắt buộc phải đến, chắc không có khả năng đi nơi khác, ha ha ha. Cuộc đối thoại của Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình vô cùng khó nghe, Chu Điềm Điềm chỉ trợn tròn mắt, không nói nên lời. Có đáng để khoe như vậy không? Vừa hay Điềm Điềm và Tần Lâm đã gần ăn xong rồi, hai người liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, sau đó thanh toán hóa đơn. Nhìn thấy hai người bọn họ ra ngoài, Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình lại nháy mắt với nhau, sau khi thanh toán xong lại vội vàng đi theo. Mặc dù họ chưa ăn xong, nhưng xem Điềm Điềm bẽ mặt còn khiến bọn họ cảm thấy thú vị hơn. Bọn họ muốn xem cuộc sống của Chu Điềm Điềm bây giờ như thế nào. Sau khi cả hai đi theo, bọn họ đột nhiên bật cười khi nhìn thấy Chu Điềm Điềm thực sự đang lái một chiếc xe bôn bôn. Chu Điềm Điềm, xe của cô thú vị thật đó, phù hợp với cô lắm.
giọng điệu Dương Tuyết rõ ràng là đang chế giễu Chu Điềm Điềm. Nói xong, Kim Tuệ Bình liền lấy chìa khóa xe BMW của cô ta ra và nhấn nút. Tích tích, một chiếc BMW 3 Series bên cạnh sáng đèn. Mặc dù BMW 3 Series này không phải là một chiếc siêu xe, nhưng xét cho cùng thì nó cũng là một chiếc BMW và tốt hơn chiếc Bonbon này rất nhiều. Chiếc BMW này không có gì thú vị cả, xe chỉ là một phương tiện để di chuyển mà thôi, chỉ là lái thoải mái hơn chút mà thôi, ngoài ra thì nó không có ý nghĩa gì khác. Tần Lâm không thể không lên tiếng được, hai người này đã có phần hơi quá đáng rồi. Đó là lần đầu tiên Tần Lâm nhìn thấy loại người này, còn chưa kịp ăn xong đã lao ra giả vờ giả vịt. Chu Điềm Điềm ngay lập tức lên xe, kéo Tần Lâm rời đi. Sau khi lên xe, Chu Điềm Điềm trợn tròn mắt. Thật không nói nên lời, bọn họ khoe khoang cái gì chứ, bực mình quá đi. Tần Lâm cười nhưng không nói lời nào. Anh đã từng gặp không ít người như vậy, nếu như tức thì đã tức chết từ lâu rồi. Chu Điềm Điềm bình tĩnh lại một lúc rồi nói với Tần Lâm. Anh Tần, tôi xin lỗi, anh vẫn chưa ăn no đúng không? Chúng ta ăn cái khác được không? Tần Lâm nói, tôi cũng không thèm ăn nữa, nếu cô cảm thấy chán thì tôi có thể ở cùng cô một lát. Chu Điềm Điềm nhất thời có chút kinh ngạc, vậy được, đi siêu thị đi, tôi sẽ mua một cái túi để bọn họ khỏi phải coi thường. Ha ha, được thôi. Chu Điềm Điềm bây giờ cũng có tiền rồi, kiếm được hẳn 1.500.000 mỗi tháng nên việc mua túi sách là lẽ đương nhiên. Hai người lái xe thẳng đến trung tâm thương mại Trác Triển. Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình khi nhìn thấy liền vội vàng lên xe và đi theo. Đi mau, xem thử bọn họ đi đâu. Ok. Một chiếc Mercedes-Benz, một chiếc BMW, lần lượt theo sau hai người Tần Lâm. Đến cửa Trác Triển, Dương Tuyết liền cong môi nói. Tần Lâm này cũng có gan dắt Điềm Điềm đến đây mua đồ đó, không biết đây là chỗ bán đồ xa xỉ sao. Trung tâm thương mại Trác Triển này chính là thiên đường dành cho các cô gái, các loại túi hiệu, đồng hồ, trang sức, quần á. Đều là hàng cao cấp mà các cô gái thích, từ một món vài nghìn đến cái túi hơn 10.000 đều có. Chưa kể có cả đồ trang sức, đương nhiên sẽ không thể thích hợp với túi tiền của những gia đình bình thường được. Trong mắt họ, Chu Điềm Điềm chỉ là một con nhóc mà thôi, cô không thể kiếm được nhiều tiền thì làm sao có thể tiêu xài ở một nơi như vậy chứ. Đến trung tâm thương mại Trác Triển, Tần Lâm và Chu Điềm Điềm liền tiến vào, sau đó đi thẳng lên chỗ cửa hàng LV. Lần này Chu Điềm Điềm đã hạ quyết tâm mua một chiếc túi, vừa hay cô cũng đang thiếu một chiếc. Không phải khoe khoang với người khác. Chủ yếu là bản thân Chu Điềm Điềm cũng rất muốn có túi. Cô theo sau Tần Lâm vào cửa hàng LV, bỗng có một hướng dẫn viên mua sắm nhiệt tình đi tới chào hỏi. Cô muốn xem loạt túi nào? Đây là lần đầu Chu Điềm Điềm đến, bèn nói, để tôi xem qua đã. Được rồi, thưa cô, những thứ ở đây là sản phẩm mùa thu mới của chúng tôi, cô có thể cân nhắc. Chu Điềm Điềm gật đầu, cảm giác cũng không tệ, nhưng cô vẫn muốn xem thêm. Dù sao cũng nên cẩn trọng hơn đối với những thứ có giá trị từ 10 đến 20 nghìn. Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình đi theo đến tận quầy LV, ngay khi họ nhìn thấy Chu Điềm Điềm và Tần Lâm bước vào, đột nhiên lại cười chế nhạo. Chu Điềm Điềm này biết tỏ vẻ thật đấy, dám đến LV xem túi, rảnh quá đúng không? Ha ha, nhất định là rảnh quá không có chuyện gì làm, xem xong không mua, còn dám đeo thử, biết đâu là để chụp mấy bức ảnh xong đăng lên vòng bạn bè ra vẻ giàu có. Cậu nói có lý lắm, Chu Điềm Điềm này đâu phải là người mua nổi túi LV chứ, hơn nữa người đàn ông bên cạnh cô ta cũng chẳng giống người giàu có gì. Cậu nói đúng đấy, anh ta mà mua được túi LV cho Chu Điềm Điềm thì bọn họ sẽ ăn xiên nướng trong ngõ chắc. Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình rất coi thường Chu Điềm Điềm, cũng rất coi thường Tần Lâm. Hai người này không giống người có tiền gì cả, còn đến cửa hàng đồ xa xỉ để giả vẻ giàu có. Dương Tuyết nói, cậu nói xem Chu Điềm Điềm này có phải đến để chụp ảnh sau ra ngoài mua hàng giả cao cấp không? Kim Tuệ Bình gật đầu, đúng vậy, nhất định là vậy, như vậy vừa có thể chọn kiểu dáng, vừa có thể tiết kiệm tiền, sau đó còn có thể chụp ảnh ở trong tiệm, mọi người đều tin là thật cho rằng cô ta mua túi chính hãng. Dương Tuyết cười khẩy, đúng là vậy, Chu Điềm Điềm này biết làm trò thật đấy, không có tiền mà cứ đòi giả làm người giàu. Hai chị em này dùng mấy chuyện bọn họ làm để đặt điều về Chu Điềm Điềm, còn cảm thấy suy nghĩ của bản thân rất hay nữa. Nhìn thấy Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình đi vào, Chu Điềm Điềm có hơi khó chịu,
có điều cũng không thể không cho người khác mua đồ được, cô ấy chỉ có thể giả vờ như không thấy, không quan tâm đến bọn họ. Chọn tới chọn lui, cuối cùng Chu Điềm Điềm cũng thích một chiếc. Anh Tần, anh thấy chiếc này đẹp không? Tần Lâm gật đầu, được đấy. Ừm, thế tôi lấy cái này. Chu Điềm Điềm vừa cầm chiếc túi lên, Dương Tuyết lập tức cười khẩy. Chu Điềm Điềm, cô nghĩ kỹ chưa? Đây là chiếc mini Dofy trong bộ sưu tập xuân hè năm 2020, có giá 59.000 tệ, còn đắt hơn xe cô nữa đấy, cô mua nổi không? Chu Điềm Điềm nổi giận, vốn không muốn nói chuyện với bọn họ, hai người này đáng ghét thật. Sao tôi không mua nổi chứ? Mấy người khinh thường người khác quá rồi ấy. Nhìn thấy dáng vẻ tức sôi máu của Chu Điềm Điềm, Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình cười khẩy. Ồ, cứng nhỉ, lái xe 40.000. Mà chắc còn phải vay trả góp để mua, vậy mà cô mua nổi chiếc túi có giá 59.000 tệ chắc. Cô chém gió quá đà rồi đấy. Cô nghĩ tôi tin cô chắc. Chu Điềm Điềm tức muốn chết, cầm túi lên nói. 59.000 thì 59.000, hôm nay tôi phải mua bằng được chiếc túi này cho cô xem. Nói xong, Chu Điềm Điềm chuẩn bị đi thanh toán. Tần Lâm đột nhiên nói, ha ha, Điềm Điềm, cô không muốn xem thêm hai chiếc túi ở bên này à? Bên cạnh có một chiếc túi khảm kim cương màu trắng, trông vô cùng đẹp, được đặt ở vị trí bắt mắt nhất trên quầy trưng bày, rõ ràng là sản phẩm chính của năm nay. Đương nhiên rồi, sản phẩm chính có số lượng có hạn, giá cả vô cùng đắt, vừa nhìn thấy chiếc túi còn gắn kim cương là biết giá không hề rẻ. Chu Điềm Điềm nhìn chiếc túi, đột nhiên sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ khó xử. Chiếc túi này đẹp thật, cô ấy cũng rất thích, nhưng đắt quá, hơn 200.000 lận. Một chiếc túi hơn 200.000, cho dù là Chu Điềm Điềm thì cũng cảm thấy tiếc nứt ruột. Mặc dù mới kiếm được 1.500.000 nhưng tích tiền mua nhà là trên hết, tiêu 200.000 để mua túi chẳng phải là táng ra bại sản sao. Chu Điềm Điềm mặc dù bị khiêu khích đến mức kích động nhưng không điên đến nỗi dùng 200.000 để mua túi. Cô ấy không nghĩ Tần Lâm có thể mua túi cho cô ấy, bọn họ cũng chẳng thân quen gì, cho dù Tần Lâm có mua thật thì Chu Điềm Điềm cũng không dám nhận. Cô ấy không thể trả nổi cái nợ ân tình này. Chu Điềm Điềm không có phản ứng gì lớn, hai người Dương Tuyết lại phản ứng rất lớn. Ai ôi, đúng đúng đúng, anh đây nói đúng đấy, cô mua chiếc này đi, cái này đẹp hơn nhiều, vừa đẹp vừa là hàng limited, rất hợp với cô, ha ha ha. Lời Dương Tuyết rõ ràng là cố ý, cô ta biết Chu Điềm Điềm không mua nổi nên mới nói vậy, chẳng phải cô muốn ra vẻ giàu sang sao, chẳng phải cứ muốn mua sao, vậy cô mua đi cho tôi xem. Mua chiếc túi hơn 50.000 đâu được coi là có bản lĩnh, có giỏi thì mua túi 200.000 ấy. Chu Điềm Điềm có hơi cạn lời, không ngờ Tần Lâm lại đột nhiên nói ra câu này, khiến cô ấy không xử lý nổi. Anh Tần, chiếc này mắc quá. Nói xong, Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình cười như được mùa, càng nghe càng vui. Tần Lâm lạnh lùng nói. Cũng đâu có đắt, tôi có thẻ hội viên của cửa hàng, có thể được giảm giá. Kim Tuệ Bình cười phá lên. Ha ha, anh có thẻ hội viên. Ai mà chẳng có thẻ hội viên chứ? Hội viên mà được giảm giá chắc. Cho dù anh có là hội viên bạch kim thì cùng lắm cũng chỉ được giảm 1% mà thôi. Thế thì tiết kiệm được mấy chứ? Được 200 à, ha ha ha. Đừng nói đến 200, cho dù có giảm được 20.000 thì chiếc túi đó vẫn có giá hơn 200.000. Chu Điềm Điềm có hơi ngượng ngùng, cô ấy nói, anh Tần, thôi đi vậy. Dù có thẻ hội viên và được giảm giá thì tôi vẫn không mua nổi. Tần Lâm nói, chưa chắc mà, cấp bậc hội viên của tôi khá cao, biết đâu có thể giảm giá kha khá cho cô. Nói xong, Tần Lâm rút điện thoại ra, gọi một cuộc. Alo, giám đốc Đồng đấy à? Vị giám đốc này chính là người lúc trước đưa túi cho Tần Lâm, là giám đốc chi nhánh công ty tại Hoa Hạ. Tần Lâm là cổ đông cấp cao cầm trong tay 25% cổ phần của tập đoàn Louis Vuitton. Lúc trước bị Lưu Nhị Nha hàng xóm của Vương Đông Tuyết báo cáo, bảo anh trộm đồ. Kết quả khi giám đốc Đồng giám đốc chi nhánh Hoa Hạ đến mới phát hiện ra anh Tần là cổ đông của bọn họ. Lại phải xin lỗi, tặng mấy chiếc túi, sau mới rời đi. Sau khi về công ty, một khoảng thời gian sau, giám đốc Đồng vẫn luôn nơm nớp lo sợ sẽ đắc tội với cổ đông. Hôm nay Tần Lâm gọi điện đến, đúng là khiến anh ta không ngờ đến. Tổng giám đốc Tần ạ. Là tôi giám đốc Đồng đây, anh có gì dặn dò ạ? Tần Lâm là cổ đông lớn của tổng công ty, anh ta chẳng qua chỉ là một giám đốc nhỏ của chi nhánh,
hai người cách nhau không biết bao nhiêu cấp bậc, vậy nên lời Tần Lâm cũng là mệnh lệnh của anh ta. Tần Lâm nói, tôi có bạn đến mua túi ở cửa hàng, có thể giảm giá không? Giám đốc Đồng sững sờ, tổng giám đốc Tần nói đùa rồi, giảm giá gì chứ, cứ tặng luôn là được rồi. Tần Lâm cười, không cần, có thể giảm giá thì giảm giá, chiếc túi 200.000 này giảm giá còn 2.000 là hợp lý rồi đây. Giám đốc Đồng nghe thấy vậy, lập tức hiểu ý, anh ta là người lõi đời, đương nhiên hiểu ý của Tần Lâm. Chắc chắn không thành vấn đề, tôi sẽ sắp xếp ngay đây. Nói xong liền cúp máy. Sau đó Tần Lâm liền nói với Chu Điềm Điềm, được rồi, Điềm Điềm cô có thể đi thanh toán rồi, thẻ hội viên của tôi có thể giảm giá. Dương Tuyết lập tức cười phá lên, ha ha, mau đi đi, vừa nãy tôi nghe thấy rồi, có thể giảm giá còn gì, như này là ổn lắm đó, tôi nghĩ bạn trai cô là chủ tịch của LV đó, nếu không sao có thể được giảm nhiều đến vậy. Ha ha ha, bị Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình chế giễu như vậy, Chu Điềm Điềm cảm thấy hơi mất mặt, ngượng ngùng. Có điều chuyện đã đến nước này, cũng đâu có cách nào khác, nếu như Chu Điềm Điềm từ chối thì là không nể mặt Tần Lâm. Anh Tần dù sao cũng mua tận 3 chiếc xe lận, cho cô ấy nhiều tiền hoa hồng đến vậy, nếu để Tần Lâm mất mặt thì Chu Điềm Điềm sẽ áy náy lắm. 200.000 thì 200.000, cùng lắm mua xong hối hận thì ngày mai trả hàng. Chu Điềm Điềm đã hạ quyết tâm, cho dù có là giá gốc thì cũng mua, cô ấy đi đến thẳng đến quầy thu ngân, cầm túi lên thanh toán. Nhìn thấy Chu Điềm Điềm đi thanh toán thật, Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình ở sau ôm cánh tay, vẻ mặt như đang xem kịch. Cô còn thanh toán thật, 200.000 đấy, tôi muốn xem cô thanh toán thế nào. Xin chào, tôi muốn thanh toán. Nhìn thấy Chu Điềm Điềm và Tần Lâm, cô nhân viên thu ngân hỏi. Xin hỏi, cô là bạn của anh Tần phải không ạ? Chu Điềm Điềm sững sờ, quay đầu nhìn Tần Lâm sau đó gật đầu. Không ngờ Tần Lâm thực sự có thể đánh tiếng với người khác. Chẳng nhẽ Tần Lâm có thẻ hội viên thật. Tần Lâm là người có tiền, Chu Điềm Điềm biết, nhưng mua được túi LV thì có mấy ai không phải người có tiền chứ. Tần Lâm cho dù có tiền thì cùng lắm cũng chỉ có thẻ bạch kim thôi, đây là thẻ hội viên cao cấp nhất của LV rồi, thẻ bạch kim được giảm bao nhiêu thì cô ấy cũng không rõ, Chu Điềm Điềm bất lực thở dài, xót xa mà lôi thẻ ngân hàng ra. Nhân viên thu ngân cầm lấy thẻ. Nói với Chu Điềm Điềm. Thưa cô, tổng cộng 2.000 tệ, mời cô nhập mật khẩu. Chu Điềm Điềm vừa định nhập mật khẩu liền lập tức sững sờ. Cái gì, 2.000 tệ, cô đùa à? Nhân viên thu ngân cười nói, tôi không đùa, anh Tần là hội viên cao cấp của chúng tôi, nên có thể giảm giá cho cô, 2.000 là giá sau khi giảm. Chu Điềm Điềm trợn tròn mắt, giảm giá xong còn 2.000. Giảm giá gì mà giảm nhiều vậy? 200.000 giảm thành 2.000, cho dù là hàng giả cao cấp thì cũng không có giá 2.000 tệ. Đây là hội viên có cấp bậc thế nào chứ? Hội viên cao cấp sao? Lúc trước chưa từng nghe qua LV còn có hội viên cấp thấp và hội viên cao cấp, chẳng phải chỉ có hội viên phổ thông và hội viên bạch kim sao? Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình cũng sững sờ, bọn họ đương nhiên từng mua túi ở đây, đặc biệt là Dương Tuyết, tháng trước vừa mua một chiếc túi 18.000 ở đây, lấy đâu ra hội viên cao cấp chứ? Ê, hội viên cao cấp là sao vậy? Còn cao hơn hội viên bạch kim à? Nhân viên thu ngân cười mỉm nói, hội viên cao cấp là hội viên cao cấp hơn hội viên phổ thông. Lời giải thích này chẳng khác gì không giải thích cả. Dương Tuyết có hơi cạn lời, lần đầu nghe thấy còn có thứ này. Vậy làm thế nào để được làm thẻ hội viên cao cấp? Nhân viên thu ngân lắc đầu, cái này tôi cũng không biết. Dương Tuyết, nhân viên thu ngân bĩu môi. Trong lòng nghĩ tôi đương nhiên không biết, đây là do đích thân giám đốc Đồng giao phó, làm gì có ai là hội viên cao cấp chứ, chỉ là thân phận của anh Tần đây rất đặc biệt, nên phải giảm giá thấp hết mức. Sau khi thanh toán, Chu Điềm Điềm cầm chiếc túi lên, còn chưa hoàn hồn. Thực sự có thể mua một chiếc túi có giá 200.000 bằng giá 2.000 sao? Chỉ cần một số tiền ít ỏi như vậy để mua một sản phẩm cực tốt như thế đúng là còn vui hơn việc tự mua túi. Anh Tần, anh lợi hại quá. Chiếc túi này coi như là anh tặng tôi phải không? Cảm ơn anh. Mặc dù 2.000 là Chu Điềm Điềm tự trả, nhưng cô ấy hiểu, chiếc túi này chẳng khác gì Tần Lâm tặng cho cô ấy cả. Nếu như không vì nể mặt Tần Lâm, người ta sao có thể giảm giá nhiều như vậy? Tần Lâm cười, đừng khách khí, đây đâu được coi là quà tôi tặng cô. Chu Điềm Điềm cười hi hi, cảm thấy rất vui,
cảm giác như quan hệ của mình với anh Tần lại tiến thêm một bước rồi. Anh Tần, tôi nhất định phải trả lại phần lễ này cho anh đi cùng tôi. Nói xong, Chu Điềm Điềm đưa Tần Lâm đến tầng cao nhất của trung tâm thương mại, trên tầng cao nhất có một cửa hàng sản phẩm thủ công. Khách có thể ở đây tự làm món đồ mà mình thích để tặng cho người khác. Anh Tần, tôi làm tặng anh một chiếc ví tiền. Chu Điềm Điềm chọn một miếng da mông ngựa tốt nhất ở cửa hàng, đây là một miếng da có chất lượng vô cùng tốt, sau đó tự tay may một chiếc ví tiền tặng Tần Lâm. Tần Lâm cũng cảm thấy rất thú vị, cũng làm mấy món đồ, cùng chơi với Chu Điềm Điềm. Sau khi hai người rời đi, Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình đương nhiên cũng đi theo. Sau khi ra cửa, hai người càng cảm thấy không đúng. Hội viên cao cấp, đây chẳng phải nói chuyện trên trời sao? Cầm điện thoại lên tra một lúc nhưng cũng không tra ra được hội viên cao cấp của LV là gì. Dương Tuyết liền gọi thẳng cho bà chủ của bọn họ, bà chủ của bọn họ là khách hàng lâu năm của LV, thường mua đồ xa xỉ, mấy thứ đồ này bà ta rất rõ. Alo, bà chủ à, tôi là Dương Tuyết, tôi muốn hỏi, làm thế nào để làm thẻ hội viên cao cấp của LV? Hàng năm phải mua bao nhiêu tiền thì mới được làm? Bà chủ vừa nghe thấy thế liền cười. LV làm gì có hội viên cao cấp, cô nghe ai nói vậy? Một năm tôi mua cả 100.000 tệ ở LV mà tôi có phải là hội viên cao cấp đâu, tôi chưa bao giờ nghe thấy điều này. Dương Tuyết lập tức sững sờ, á, bà chủ ơi, chị đừng đùa tôi chứ, vừa nãy tôi có một người bạn, khi thanh toán nhân viên thu ngân gọi anh ta là hội viên cao cấp, mua túi 200.000 mà được giảm còn 2.000. Cái gì cơ, ha ha, cô nằm mơ rồi đấy. Túi 200.000 mà có thể mua bằng 2.000 tệ á. Có là hàng giả cao cấp thì cũng không mua được bằng giá đấy. Dương Tuyết cũng cạn lời, bà chủ ơi, tôi thực sự không lừa chị đâu, đây là chính mắt tôi nhìn thấy anh ta thanh toán mà. Bà chủ im lặng một chút, Dương Tuyết chắc không nói dối, nếu như không phải chính mắt cô ta nhìn thấy thì nhất định không thể nói thật đến thế. Hơn nữa nếu như không phải đích thân nhìn thấy, cũng sẽ không cần phải đích thân gọi điện thoại hỏi bà ta. Sao có khả năng chứ? Túi 200.000 không thể nào được giảm giá nhiều đến vậy, như thế thì chẳng khác gì tặng không cả. Thực sự thì so với cái giá 200.000 mà nói, 2.000 với cả tặng không chẳng khác gì nhau cả. Nếu như thực sự là khách quý thì tặng là chuyện bình thường. Nhưng đây là 2.000 tệ. Không phải là tặng mà mua thì rẻ thế này, tình huống này bà ta hầu như chưa bao giờ nghe đến. Dương Tuyết nói cảm ơn, sau đó cúp máy, cô ta cùng Kim Tuệ Bình đều cảm thấy buồn bực. Chuyện gì thế này? Kim Tuệ Bình đột nhiên nói, hay là chúng ta cũng đi thử xem sao? Dương Tuyết sững sờ, thử cái gì? Thử xem sao, chúng ta cứ bảo chúng ta là bạn của tên họ Tần kia, sau đó xem có được giảm giá không? Mắt Dương Tuyết sáng lên, được, dù sao thử cũng không mất gì. Da mặt bọn họ dày thật. Nếu như không thể giảm giá, thì bọn họ không mua nữa. Hai người đi vào tiệm, mỗi người chọn một chiếc túi 100.000, đây đều là chiếc túi hơn 100.000 mà bọn họ thích từ lâu, đeo lên người, trước tiên chụp mấy kiểu ảnh, sau đó mới đến quầy thu ngân, hai người nhìn nhau sau đó hạ quyết tâm. Bọn họ nói, tôi là bạn của anh Tần, anh ấy là hội viên cao cấp ở chỗ mấy người, có được giảm giá không? Nhân viên cửa hàng sững sờ nói, thưa cô đùa rồi. Chỗ chúng tôi không có hội viên cao cấp. Dương Tuyết sững sờ, sao lại thế? Vừa nãy chẳng phải anh ấy dùng thẻ hội viên cao cấp để thanh toán sao? Chẳng phải chính cô nói sao? Nhân viên cửa hàng giả vẻ không hiểu gì, xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói gì, cửa hàng của chúng tôi chưa bao giờ có chuyện giảm giá, nếu như cô có thẻ hội viên bạch kim thì có thể tích điểm. Vừa nãy giám đốc Đồng vừa giao phó, anh Tần là cổ đông lớn của công ty. Người ta nói làm như nào thì phải làm như thế, giảm giá đến mức thấp nhất mục đích là để cô gái bên cạnh không thấy khó chịu. Trên thực tế đâu có giảm giá, cho dù có giảm giá thì cũng không bao giờ giảm quá 20%, hai cô nàng này rõ ràng cũng muốn giảm giá nhiều như vậy, thực sự không biết xấu hổ. Dương Tuyết cạn lời, sao lại như vậy, vừa nãy rõ ràng tôi nghe thấy cô bảo anh ấy là hội viên cao cấp, hơn nữa còn giảm giá rất nhiều cho anh ấy. Bây giờ sao cô lại bảo không có cái đấy? Tôi không quan tâm, anh ấy được giảm giá thì tôi cũng phải được giảm. Nhân viên cửa hàng nhíu mày, thưa cô, nếu như cô cứ như vậy thì tôi sẽ gọi bảo vệ. Dương Tuyết sững sờ, lập tức nổi giận, gọi bảo vệ á. Cô có ý gì,
tôi mua túi ở đây mà cô dám gọi bảo vệ á? Tôi thấy gan cô to ghê, tôi không đi đấy, cô làm được gì tôi? Nhân viên cửa hàng đâu thèm để hạng phụ nữ đanh đá này làm càn, cô ấy liền lấy bộ đàm lên nói. Bảo vệ, ở đây có người gây chuyện. Sau đó, lập tức có bốn người bảo vệ cường tráng đi vào, ấn Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình trên mặt đất. Sắc mặt Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình vô cùng khó coi, làm gì thế, mấy người làm gì thế, sao mấy người có thể làm thế với tôi? Bảo vệ ở đây từng thấy rất nhiều người có tiền, nên sao có thể để ý loại như Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình được, liền vứt thẳng bọn họ ra ngoài. Bị vứt ra khỏi trung tâm thương mại, bọn họ nằm trên đường cái, cảm thấy vô cùng mất mặt. Vội vàng phủi bụi trên người, hai người tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra rồi đi vào quán cà phê. Sau khi đi vào quán cà phê, không ai nhìn bọn họ cả, sắc mặt của bọn họ mới hài hòa hơn chút. Bình Bình, cậu nói xem, chuyện gì thế này, tại sao tên này khi thanh toán thì có thể dùng thân phận hội viên cao cấp, chúng ta thì lại không được. Kim Tuệ Bình nhíu mày, do dự mãi, đột nhiên nói. Cậu xem, có phải như vậy không, tên đó làm túi giả, đặt trong cửa hàng sau đó thương lượng với nhân viên, đợi đến khi Chu Điềm Điềm đến thì bảo chiếc túi này được giảm giá. Có 2.000 tệ thôi, coi như là đưa phí nhờ vả cho nhân viên. Nếu không tại sao anh ta lại yêu cầu mua chiếc túi đó? Kim Tuệ Bình nói như vậy, Dương Tuyết lập tức hiểu ra. Hình như có chuyện này. Tần Lâm cứ bảo Chu Điềm Điềm mua túi 200.000, bản thân cũng hơi kỳ, đàn ông bình thường mua túi cho phụ nữ chẳng phải đều muốn mua túi rẻ chút sao? Chu Điềm Điềm rõ ràng chọn chúng chiếc túi hơn 50.000, kết quả Tần Lâm cứ gợi ý mua chiếc 200.000. Đây chẳng phải đi ngược với lẽ thường sao, trừ phi là kiểu đàn ông đặc biệt có tiền, chẳng thèm quan tâm chiếc túi bao nhiêu tiền, chỉ quan tâm xem nó có đẹp không. Nhưng tên họ Tần kia rõ ràng chẳng giống người có tiền gì cả, nếu thực sự có tiền thì có thể ăn hàng vỉa hè. Có thể lái chiếc bôn bôn sao? Ngồi xe của phụ nữ, khéo còn chẳng có nhiều tiền bằng Chu Điềm Điềm. Dương Tuyết cười khẩy, hóa ra là vậy, chẳng trách vừa nãy nhân viên cửa hàng có thái độ tệ với chúng ta đến vậy. Hóa ra là đã đưa tiền cho cô ta, sau đó phối hợp diễn kịch với bọn họ. Đúng là biết giả vờ thật, không được, tớ nhất định phải vạch trần bọn họ mới được. Đúng, đi thôi, chúng ta đi lên. Hai người mỗi người mua một ly cà phê, lại đi vào trung tâm thương mại, tìm cả nửa ngày, cuối cùng mới tìm được Chu Điềm Điềm và Tần Lâm. Chu Điềm Điềm và Tần Lâm đương nhiên không vì bọn họ mà ảnh hưởng đến tâm tình, Điềm Điềm khá ngây thơ, cảm thấy Tần Lâm rất lợi hại. Mất có 2.000 tệ mà đã mua được túi tốt như vậy, vui quá đi mất. Anh Tần, anh có muốn xem thứ gì không? Tôi mua tặng anh. Tần Lâm cười, tôi cũng chẳng thiếu thứ gì, có điều chúng ta cứ đi dạo xem sao. Chu Điềm Điềm nói, vậy được, tôi thấy trên tầng còn có châu báu gia hân, chúng ta đi dạo một vòng, nếu như có đồng hồ hay gì đó thì tôi tặng anh một chiếc. Chiếc túi này giảm được biết bao tiền, Chu Điềm Điềm chuẩn bị dùng tiền mua một món quà quý giá tặng Tần Lâm. 3 hoặc 50.000 gì cũng được. Dù sao Tần Lâm cũng đã giúp cô ấy trong việc kinh doanh, giúp cô kiếm được một khoản hoa hồng lớn, cảm ơn anh cũng là chuyện đáng làm. Tần Lâm sững sờ, châu báu gia hân à? Được. Hai người đi lên tầng cao nhất, cả tầng này đều là của châu báu gia hân, vừa vào đã được nhân viên tiếp đón. Hoan nghênh hai vị đến, mời hai vị vào trong, quầy trưng bày đối diện đang trưng bày bộ trang sức mới nhất của chúng tôi. Nếu hai vị thích thì có thể đeo thử. Chu Điềm Điềm gật đầu, hai người bắt đầu chọn. Nhìn thấy hai người đi vào châu báu gia hân, Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình sững sờ, nhìn nhau, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hai người này tỏ vẻ ghê nhỉ, dám đi vào cả châu báu gia hân. LV mặc dù cũng là nhãn hàng xa xỉ nhưng dù sao cũng chỉ là túi thôi, một chiếc túi đắt nhất cũng chỉ 200.000 là cùng, đa phần chỉ tầm 1-20.000 thôi. Nhưng trang sức thì khác. Trang sức là thứ đồ đắt tiền nhất trong số đồ xa xỉ, đâu ra trang sức rẻ tiền chứ? Đặc biệt là châu báu gia hân là nhãn hàng lớn, cho dù là trang sức vàng bình thường thì cũng đắt hơn gấp mấy lần trang sức của mấy nhãn hàng như châu Đại Phúc. Cái đắt là ở khâu chế tạo cùng với ý tưởng thiết kế. Nhân viên của LV có thể giở trò dối trá, làm mấy giao dịch ngầm với hạng người như Tần Lâm. Nhưng nhân viên của châu báu gia hân thì không thể nào làm vậy được. Bọn họ quản lý vô cùng nghiêm ngặt, không thể nào xảy ra chuyện trà trộn hàng giả hàng nhái như lúc nãy, hay là hành vi ra vẻ giàu sang trước mặt con gái.
Dương Tuyết nói, đi thôi, chúng ta qua đó xem sao. Kim Tuệ Bình gật đầu, hai người nhẹ nhàng qua đó. Sau khi đi vào châu báu Gia Hân, bốn người chạm mặt. Chu Điềm Điềm lập tức nhíu mày, Dương Tuyết, Kim Tuệ Bình, rốt cuộc hai người muốn làm cái gì? Dương Tuyết nói, chúng tôi đi dạo thôi, liên quan gì đến cô, cho bọn cô đến mà không cho phép chúng tôi đến chắc. Chu Điềm Điềm liếc mắt, cũng không nói gì, coi như hai người kia không tồn tại. Hai người đi dạo một lúc, nhìn chúng một chiếc mặt dây chuyền, mắt Chu Điềm Điềm sáng lên. Cái này được đấy, trông rất đẹp. Nhân viên cửa hàng lấy chiếc dây chuyền ra từ tủ trưng bày, đưa cho Chu Điềm Điềm và giới thiệu. Thưa cô thật có khiếu thẩm mỹ, đây là mặt dây chuyền tình nhân mới nhất trong cửa hàng của chúng tôi, cô và bạn trai nếu như mỗi người đeo một chiếc thì sẽ rất hợp. Á, Chu Điềm Điềm đỏ mặt, cô ấy vốn thấy chiếc dây chuyền này rất đẹp, nhưng không ngờ lại là món đồ tình nhân. Chúng tôi không phải là, Chu Điềm Điềm muốn giải thích, có điều đến cuối vẫn không nói nên lời. Nhân viên bán hàng bắt đầu thao thao bất tuyệt mà giới thiệu về chiếc dây chuyền này. Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình cũng nhẹ nhàng lại gần, nhìn thấy chiếc dây chuyền tình nhân, lập tức cười khẩy. Ồ, Điềm Điềm sống xa xỉ nhỉ, chiếc dây chuyền này tận hơn 300.000 đó, chậc chậc. Chu Điềm Điềm sững sờ, vừa nãy khi cô ấy chọn cô ấy cũng không xem giá, không ngờ một chiếc dây chuyền nhỏ mà lại có giá đến hơn 300.000, đắt quá đi mất. Dù sao cũng là châu báu Gia Hân. Tùy tiện chọn một cái thôi cũng có giá mắc đến vậy, Điềm Điềm có hơi không nỡ. Tận 300.000 lận, mắc quá, nếu như mua hai chiếc là 600.000 rồi. Hơn nữa kiểu trang sức của đàn ông to hơn chút, khéo kiểu của nam còn đắt hơn, bộ trang sức này chắc phải có giá 700-800.000. Chu Điềm Điềm không chịu nổi cái giá này, 3-500.000 còn được chứ 700-800 thì không mua nổi. Chu Điềm Điềm đặt món trang sức xuống, sắc mặt tiếc nuối, để tôi xem cái khác vậy. Dương Tuyết đứng bên cạnh cười khẩy, còn xem cái khác nữa à? Có mua nổi không? Không mua nổi còn mượn cớ để tỏ vẻ, cô đúng là hay thật đấy. Sắc mặt Chu Điềm Điềm rất khó coi, cô ấy thực sự không mua nổi, cũng không tranh luận với Dương Tuyết, liền đi thẳng ra ngoài. Tần Lâm đột nhiên kéo cô ấy lại rồi nói. Điềm Điềm, đừng lo, nếu cô đã thích thì mua đi. Sắc mặt Chu Điềm Điềm có hơi khó coi, anh Tần, cái này đắt quá, tôi không mua nổi. Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình ôm cánh tay, mặt khinh bỉ, đợi xem kịch hay. Đúng là đặc sắc mà, bọn họ thích nhất là xem cảnh này. Một người muốn mua, một người không có tiền mua, Chu Điềm Điềm đúng là mất mặt đến mức không có chỗ chui vào. Tần Lâm cười nhạt, chỉ là giá niêm yết, có mấy trăm nghìn thôi, tôi là hội viên nên được giảm giá. Chu Điềm Điềm sững sờ, lập tức dở khóc dở cười. Anh Tần, tôi không đùa đâu. Hội viên của châu báu Gia Hân trước nay chưa từng được giảm giá, anh là hội viên cũng chẳng có tác dụng, tôi cũng là hội viên. Tần Lâm cười, cô quên chuyện lúc nãy rồi sao? Tôi là hội viên cao cấp. Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình sững sờ, lại là hội viên cao cấp sao? Nói chuyện trên trời à? Vừa nãy ở LV, rõ ràng là cấu kết với nhân viên cửa hàng, nếu không sao có thể được giảm giá nhiều như vậy, chẳng nhẽ cũng muốn chơi trò này ở châu báu Gia Hân sao? Chu Điềm Điềm cũng cạn lời, anh Tần, sao ở đâu anh cũng là hội viên cao cấp vậy? Tần Lâm cười, ha ha, thế thì trùng hợp thật, tôi cũng là hội viên của châu báo Gia Hân, cô cứ mua đi, chắc được giảm giá đấy. Chu Điềm Điềm bán tín bán nghi, dù sao trang sức cũng là món đồ rất quý giá, nếu như không được giảm giá chắc cô ấy không mua nổi. Nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tin Tần Lâm, thôi vậy, không mua nổi thì không mua nổi, cùng lắm không mua nữa. Cũng chẳng mất mặt lắm. Anh Tần, vậy chúng ta đi thanh toán thôi. Nói xong, Chu Điềm Điềm bảo nhân viên gói lại. Nhân lúc này, Tần Lâm gọi điện cho Hồ Gia Hân. Alo, lão Tần à, tìm tôi có chuyện gì thế, dùng giọng điệu nghiêm túc thế này, có vẻ như Hồ Gia Hân đang ở công ty, nếu không với tính cách của Hồ Gia Hân, sao có thể nói chuyện một cách đứng đắn như vậy? Bạn tôi mua đồ ở cửa hàng trang sức của nhà cô giảm giá cho tôi đi. Hồ Gia Hân cạn lời, giảm giá cái gì, tặng anh luôn là được. Không cần, giảm giá là được rồi, giảm hai số không đi. Hồ Gia Hân ở đầu dây bên kia liếc mắt, thà cho không còn hơn, cứ bắt phải giảm giá, mua với giá 800-1000 tệ để an ủi tâm tình người ta hả? Đưa điện thoại cho cửa hàng trưởng đi.
Tần Lâm tìm cửa hàng trưởng, điện thoại của bà chủ các người này. Cửa hàng trưởng sững sờ, cảm thấy cạn lời, vốn không muốn nhận, có điều Tần Lâm đã đưa qua rồi, hơn nữa nhìn thấy số điện thoại được lưu với tên Hồ Gia Hân, cửa hàng trưởng vội vàng cầm máy, sắc mặt hoài nghi hỏi. Xin chào, xin hỏi cô là? Tôi là Hồ Gia Hân. Tổng giám đốc Hồ, đúng là cô rồi, đương nhiên cô ấy biết giọng nói của Hồ Gia Hân, không ngờ cậu thanh niên trước mặt lại quen bà chủ của bọn họ. Đúng là không thể tưởng tượng nổi mà. Được, được, tôi sẽ làm theo lời căn dặn của cô ạ. Cũng không biết Hồ Gia Hân nói gì, cửa hàng trưởng liên tục gật đầu, sau đó cúp máy, hai tay cung kính đưa trả Tần Lâm. Anh Tần, tôi biết rồi, tôi sẽ làm theo lời căn dặn của anh. Nói xong, cửa hàng trưởng đi đến quầy thu ngân, căn dặn nhân viên thu ngân lập tức hiểu ý, gật đầu. Lúc này, Chu Điềm Điềm, Dương Tuyết, Kim Tuệ Bình đang đứng ở cạnh quầy thu ngân. Sắc mặt Dương Tuyết đầy khinh bỉ, mau thanh toán đi, tôi muốn xem Điềm Điềm thanh toán bộ trang sức 700-800 nghìn thế nào, người có tiền như vậy tôi chưa gặp bao giờ đâu. Sắc mặt Chu Điềm Điềm ngượng ngùng, nếu như tí nữa không được giảm giá thì ngại lắm. Nhân viên thu ngân sau khi đóng hộp xong hai bộ dây chuyền liền nói với Chu Điềm Điềm. Dùng thẻ hội viên cao cấp của anh Tần phải không ạ? Chu Điềm Điềm sững sờ, anh thực sự là hội viên cao cấp à? Cô ấy vội vàng gật đầu. Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình đứng bên sững sờ, châu báu Gia Hân có hội viên cao cấp sao? Đào đâu ra vậy? Bọn họ sao chưa từng nghe qua vậy? LV nếu như có hội viên cao cấp thì còn có lý, dù sao cũng là nhãn hàng của nước ngoài. Người nước ngoài có chính sách như nào bọn họ cũng đâu biết. Nhưng châu báu Gia Hân này là công ty trong nước do Hồ Gia Hân thành lập, mấy công ty ở trong nước đâu có thứ này. Nếu như trong nước thực sự có hội viên cao cấp thì bọn họ phải từng nghe qua rồi chứ, dù sao cũng phải từng có người làm thẻ rồi chứ. Bọn họ không đủ tư cách, chẳng nhẽ người khác lại không đủ tư cách sao? Bên cạnh ai mà chẳng có một vài người bạn giàu có? Nhân viên thu ngân giả bộ hỏi rồi nói với Chu Điềm Điềm. Thưa cô, tổng cộng 7.500 tệ, cô muốn thanh toán bằng Zalo Pay hay là quẹt thẻ? Chu Điềm Điềm sững sờ, mặt mông lung. Á, bao nhiêu tiền cơ? 7.500 tệ. Chu Điềm Điềm mắt chữ A mồm chữ O, 7.500 tệ. Cái gì cơ, chẳng phải bộ trang sức này có giá hơn 700.000 sao? Nhân viên thu ngân cười, đúng vậy. Nó có giá hơn 700.000, nhưng bởi vì anh Tần là hội viên cao cấp, nên có thể được giảm giá xong còn 7.500 tệ. Chu Điềm Điềm trợn to mắt, mặt đầy kinh ngạc. Thực sự là hội viên cao cấp à? Hội viên cao cấp có đãi ngộ tốt đến vậy sao? Vừa nãy mua hàng ở LV được giảm giá nhiều đến vậy, đến châu báu Gia Hân lại được giảm giá nhiều đến thế, kinh thật. Sau khi thanh toán, Chu Điềm Điềm và Tần Lâm đeo hai chiếc dây chuyền tình nhân trước gương. Chu Điềm Điềm hơi đỏ mặt, tặng cho Tần Lâm mặt dây chuyền tình nhân cũng cảm thấy hơi mờ ám. Có điều chuyện đã đến nước này, cô ấy cũng không thể đòi lại được, hai người đeo dây chuyền, vui vẻ đi về. Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình sững sờ, đứng ở đó mãi mà không hoàn hồn được, nhìn nhân viên thu ngân nói. Mấy người có nhầm không? Bộ trang sức bọn họ vừa mua có giá hơn 700.000 mà được mua với giá hơn 7.000 à? Nhân viên thu ngân phản ứng rất nhanh. Liền trả lời. Thưa cô, tôi không hiểu cô đang nói gì ạ. Dương Tuyết nhíu mày, cái gì? Vừa nãy cô vừa thanh toán xong còn gì, sao lại bảo không hiểu? Anh ta chẳng phải là hội viên cấp cao nên cô giảm giá cho anh ta sao? Nhân viên thu ngân cười, thưa cô đừng đùa ạ, chúng tôi trước nay chưa từng có hội viên cao cấp, chắc cô nhầm rồi đấy ạ. Dương Tuyết trợn to mắt, chuyện gì thế này? Vừa nãy ở LV, nhân viên thu ngân cũng nói vậy. Rõ ràng đã thanh toán xong rồi nhưng sống chết không chịu thừa nhận. Vừa nãy, bọn họ tận mắt nhìn thấy nhân viên thu ngân giảm giá cho Chu Điềm Điềm, đây mới là chuyện 2 phút trước, vậy mà bọn họ dám không thừa nhận, đây rõ ràng là đã thương lượng từ trước rồi mà. Ê, nhân viên của mấy người bị sao vậy, có phải nhận tiền của tên đó rồi cố ý diễn kịch không? Nhất định là giống với cảnh ban nãy ở LV, Tần Lâm đưa tiền trước. Sau đó đặt trong quầy hàng một món đồ giả để cố ý lừa người khác. Nhưng lúc trước ở trong cửa hàng LV, là Tần Lâm tự tay chọn túi, cứ giới thiệu chiếc túi ấy nên Chu Điềm Điềm mới chọn. Bộ trang sức lúc nãy thì không như vậy mà là do Chu Điềm Điềm chọn. Chẳng nhẽ là trùng hợp,
hay là Chu Điềm Điềm và Tần Lâm cấu kết với nhau để tỏ vẻ với bọn họ? Nhất định là vậy rồi. Dương Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ vào nhân viên thu ngân mà nói, tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi, nhất định mấy người đã nhận tiền của bọn họ nên mới diễn kịch, mượn công việc để kiếm thêm tiền. Có tin tôi báo cáo với cửa hàng trưởng của mấy người không? Nhân viên thu ngân sững sờ sau đó cười khẩy, sao cô lo nhiều chuyện bao đồng vậy? Liên quan gì đến cô chứ? Còn muốn báo cáo tôi á, cô thích thì cô làm đi. Cửa hàng trưởng của chúng tôi ở kia kìa, cô đi báo cáo đi. Nhân viên thu ngân hung ác lườm một cái, đúng là chưa từng thấy cái loại nào thích lo chuyện bao đồng đến vậy, bị điên hả? Dương Tuyết trợn trừng mắt, mấy người còn dám kiêu ngạo đến vậy. Có bệnh à, đợi đấy. Nói xong, Dương Tuyết liền đi đến phòng làm việc của cửa hàng trưởng, nhìn thấy cửa hàng trưởng đang ngồi trong đấy, Dương Tuyết liền nói. Cửa hàng trưởng, cô có biết nhân viên của cô nhận tiền của người khác để giúp khách hàng diễn kịch, lợi dụng công việc để giao bán hàng giả trong cửa hàng không? Bên ngoài xảy ra chuyện gì đương nhiên cửa hàng trưởng đều biết, cô ấy nhíu mày hừ một tiếng. Thưa cô, mong cô đừng nói bừa, nhân viên của chúng tôi sẽ làm chuyện giao bán hàng giả trong cửa hàng, nếu như cô có chứng cứ thì có thể đến Cục Công Thương để báo cáo, nếu như cô không có thì đừng nói bừa, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát bảo cô uy hiếp lừa gạt chúng tôi. Dương Tuyết trợn mắt, cái gì thế này? Rõ ràng cô ta đến báo cáo, sao lại thành lừa gạt vơ vét tài sản vậy? Cô có nhầm không? Chúng tôi có lòng tốt nên đến tố cáo, sao cô lên được chức cửa hàng trưởng vậy? Vừa nghe thấy giọng điệu khó chịu của Dương Tuyết, cửa hàng trưởng liền đứng dậy, lấy bộ đàm ra hét lớn. Gọi mấy bảo vệ vào đây, có người gây chuyện. Mấy bảo vệ xông đến, ấn Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình xuống đất. Sắc mặt Dương Tuyết vô cùng khó coi. Làm gì vậy? Mấy người bị sao vậy? Bảo vệ lạnh lùng hừ một tiếng, lại là hai người. Vừa nãy gây chuyện trong cửa hàng LV, giờ lại đến châu báu Gia Hân gây chuyện. Thôi đưa họ đến thẳng đồn công an đi. Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình cạn lời, không ngờ hai lần lại bị cùng một bảo vệ bắt được, đúng là bực chết mà. Đám người này rốt cuộc bị sao vậy? Sao không phân biệt được rõ phải trái trắng đen vậy? Tần Lâm rõ ràng diễn kịch, thông đồng với nhau để tỏ vẻ, kết quả cửa hàng trưởng dám đuổi bọn họ đi, điên à. Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình lại bị vứt ra ngoài. Hai người lại lần nữa, vô ích. Mấy người phát tờ rơi và bày hàng ở cổng dùng một loại ánh mắt khác để nhìn bọn họ. Hai người con gái này chẳng nhẽ đi ăn mày à, sao lại bị vứt ra đường hai lần liên tiếp vậy? Kim Tuệ Bình nghiến răng kèn kẹt, mặt đỏ rực. Hôm nay mất mặt quá, Kim Tuệ Bình tôi xin thề, tôi sẽ không bao giờ bị người ta vứt ra đường nữa. Hôm nay đúng là kỳ mà, sao nhân viên cửa hàng ở đâu cũng gây khó dễ cho bọn họ vậy? Hai người đứng trên đường, đang khó chịu không biết nên đi đâu, kết quả lại nhìn thấy Tần Lâm và Chu Điềm Điềm đi ra ngoài, hai người liền thương lượng với nhau. Có đi theo nữa không? Dương Tuyết nghiến răng, có. Tớ không tin bọn họ có thể giả vờ mãi. Mua túi giả, mua trang sức giả, chiếc túi vừa mua có thể mua được 5 chiếc xe của cô ta rồi, còn tỏ vẻ, Dương Tuyết không tin, chỉ cần là giả, bọn họ có thể vạch trần được. Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình khẽ đi theo. Chỉ thấy Tần Lâm đứng ở cổng nhận tờ rơi. Trên tờ rơi viết thịt nướng Trá Thiện, là một nhà hàng cao cấp mới mở, trung bình một người ăn tốn khoảng mấy nghìn tệ một bữa, tương đương với nhà hàng có 3 sao Michelin. Tần Lâm nhìn món ăn ở trên, có vẻ cũng được, dù sao ở mấy quán vỉa hè cũng không có gì ngon, Tần Lâm nói. Ăn thêm bữa nữa đi, vừa hay cô mua trang sức cho tôi thì tôi mời cô bữa cơm. Được đó, Chu Điềm Điềm vui vẻ đáp ứng. Mặc dù trong lòng cô ấy hiểu ngày hôm nay mua được nhiều đồ quý vậy đâu được tính là cô ấy mua, thực ra cửa hàng đều vì nể mặt Tần Lâm nên mới có giá rẻ đến vậy. Cô ấy tiêu 10.000 tệ mà mua được món đồ hơn 1 triệu tệ, đúng là nhặt được món hời. Có điều nếu Tần Lâm đã nói vậy, cô ấy đương nhiên vui vẻ đi ăn với Tần Lâm. Chu Điềm Điềm có hơi đỏ mặt, hai người lên xe đi đến quán thịt nướng Trá Thiện. Nhìn thấy hai người lên xe. Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình khẽ đi theo, cũng cầm theo một tờ rơi, lập tức hiểu. Hai người này thực sự muốn đến đây ăn sao? Bọn họ bị ngu à, không thấy bên trên viết, tiêu chuẩn tương đương với nhà hàng 3 sao Michelin, sao? Bình quân mỗi người ăn tốn mấy nghìn tệ lận, nhưng đến đó ăn thể nào cũng phải tốn mấy chục nghìn. Nhà hàng này thực sự như vậy, trên quảng cáo viết mỗi người trung bình tốn bao nhiêu,
nhưng trên thực tế khi gọi món, món đắt đều được đặt lên trên. Cá biển sâu, hải sản, đủ các loại nguyên liệu đắt tiền. Đưa gái đi ăn cơm, cũng không thể không gọi mấy món ở trên mà chọn mấy món ở sau được, như thế mất mặt lắm. Dương Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, cậu nghĩ xem, hai người bọn họ cái gì mà chẳng làm được. Mấy chuyện như mua túi fake ở LV hay mua trang sức giả ở châu báu Gia Hân còn làm được, những việc khác bọn càng có thể làm. Kim Tuệ Bình gật đầu, có lý, tớ nghĩ bọn họ đi vào chọn mấy món rẻ tiền, sau đó chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, thêm định vị, giả bộ giàu có. Dương Tuyết cười khẩy, đúng vậy đó, đi nào, chúng ta cũng đi xem sao. Kim Tuệ Bình hơi ngượng, hai chúng ta cùng đi thì hơi đắt đó. Sợ gì, chúng ta chẳng phải vừa ăn xong sao, đến lúc đó gọi salad, cà phê, cũng chẳng tốn mấy đâu, coi như là tốn mấy trăm tệ để chụp bức hình. Kim Tuệ Bình nghĩ, cũng đúng, đi thì đi. Cầm tờ rơi lên, Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình ngồi lên con BMW của bọn họ, đi thẳng đến nhà hàng. Sau khi vào nhà hàng, nhìn thấy Tần Lâm và Chu Điềm Điềm đã ngồi xuống chọn món, hai bọn họ cũng ngồi bên cạnh. Chu Điềm Điềm nhíu mày, có hơi cạn lời. Sao lại gặp bọn họ nữa vậy? Âm hồn bất tán à? Hai người này chẳng nhẽ lại cố ý đi theo bọn họ. Chu Điềm Điềm liếc mắt, muốn ăn một bữa cơm thôi mà cũng khó vậy sao? Tần Lâm cầm thực đơn lên, đưa cho Chu Điềm Điềm một tờ. Cô chọn đi, muốn ăn gì thì gọi cái nấy. Dương Tuyết ở bên bĩu môi, đúng là biết tỏ vẻ, còn muốn ăn gì thì ăn nấy, nhìn giá mà không sợ chết khiếp à. Dương Tuyết cầm thực đơn lên, cố ý gọi to. Cua hoàng đế ở đây cũng được nhỉ. Tần Lâm nghe thấy vậy, nhìn Chu Điềm Điềm, cảm thấy cũng được. Có muốn ăn cua hoàng đế không? Chu Điềm Điềm sững sờ, được đó, để tôi xem bao nhiêu tiền. Vừa nhìn giá, Chu Điềm Điềm đã bĩu môi, đắt quá. 800 tệ nửa cân lận. Mà một con cua hoàng đế nặng lắm, 800 tệ một con còn được chứ, 800 tệ nửa cân thì. Một con cua hoàng đế to chắc phải lên đến cả chục nghìn ấy. Ăn cua hoàng đế ở nhà hàng khác thường có giá 2-3 nghìn một con, đồ ăn của nhà hàng này có giá đắt thật. Đương nhiên rồi, đắt cũng có lý, môi trường chăn nuôi không giống, cách nấu không giống, cũng đâu thể bắt bẻ được bọn họ. Chu Điềm Điềm lắc đầu. Cảm thấy thực sự không chấp nhận được cái giá này. Tần Lâm cười nói, yên tâm đi, anh là hội viên của nhà hàng này, có thể giảm giá. Chu Điềm Điềm che miệng cười, cô ấy đã nghe câu này của Tần Lâm hai lần rồi. Lúc ở cửa hàng LV anh cũng nói vậy, ở châu báu Gia Hân cũng thế. Chu Điềm Điềm bất lực nói, anh Tần, đây là nhà hàng mới mở đó, hôm nay là ngày đầu kinh doanh. Anh chắc không đùa chứ? Tần Lâm cười, cô nhìn góc cuối bên tay phải tờ rơi đi. Chu Điềm Điềm nhìn thấy góc cuối bên tay phải có chữ thuộc tập đoàn Mạnh Thị. Tập đoàn Mạnh Thị rất mạnh trong mảng ăn uống, có nhà hàng ở khắp tỉnh, nhiều nhà hàng mới mở thực ra đều là của tập đoàn Mạnh Thị. Chu Điềm Điềm sững sờ nói, anh Tần, ý của anh là, anh có thẻ hội viên của tập đoàn Mạnh Thị. Tần Lâm gật đầu, không sai, tôi có thẻ hội viên của tập đoàn Mạnh Thị, hơn nữa còn là hội viên cao cấp. Nói xong câu này, Tần Lâm cũng cười, Chu Điềm Điềm cũng cười theo. Chuyện ngày hôm nay cũng tình cờ quá đi, Chu Điềm Điềm cũng không phải con ngốc, cô ấy cũng biết đây là quan hệ của Tần Lâm, nhưng cô ấy không ngờ được, quan hệ của Tần Lâm lại rộng đến vậy, đi đến đâu cũng có quan hệ. Nhà hàng mới mở này cũng được giảm giá sao? Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình nhắm mắt, mặt cạn lời, đến nhà hàng này mà cũng có thể giảm giá sao? Bọn họ không tin. Hôm nay nhất định phải xem mọi chuyện rốt cuộc là sao. Chu Điềm Điềm hỏi, anh Tần, được giảm bao nhiêu phần trăm vậy? Tần Lâm cười một tiếng, có thể được miễn phí. Chúng ta sẽ ăn quỵt, tí nữa tôi dẫn cô đi trốn thanh toán. Chu Điềm Điềm sững sờ, á, thật không vậy, tôi chưa bao giờ trốn thanh toán đâu, cảm giác kích thích thật. Đừng nghĩ Chu Điềm Điềm là gái ngoan, trên thực tế cô ấy cũng thích mấy trò nghịch ngợm này lắm. Tần Lâm gật đầu, được, nếu đã quyết định ăn quỵt thì thoải mái chút đi. Được thôi, vậy cho tôi một con cua hoàng đế. Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình ở bên cạnh cạn lời. Trốn thanh toán, hai người này điên rồi à. Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình nhìn thực đơn một lúc lâu, cuối cùng gọi một đĩa salad và hai tách cà phê. Món salad này cũng rất đắt, hơn 200 tệ lận, nhưng là món rẻ nhất trong đây rồi, Dương Tuyết cảm thấy rất đau xót.
nhưng nghĩ đến chút nữa sẽ nhìn thấy Chu Điềm Điềm bị cười nhạo, lại vô cùng mong chờ. Mấy phút sau, món cua hoàng đế của bàn Tần Lâm chọn đã mang lên. Một con cua có 8 cách ăn, nhìn thấy một bàn toàn đồ ăn ngon bên kia, Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình thèm thuồng muốn chết. Dương Tuyết hay là chúng ta cũng gọi một con đi. Dương Tuyết nhíu mày, cậu điên à, một con cua hoàng đế có thể mua được một cái túi sách đó, đắt quá. Kim Tuệ Bình hơi không phục, Chu Điềm Điềm nói muốn trốn chạy mà, tẹo nữa chúng ta cũng làm thế. Dương Tuyết ngẫm nghĩ, thế không tốt lắm đâu, lỡ không thoát thì làm thế nào? Kim Tuệ Bình nói, chúng ta có thể học theo bọn họ chạy thế nào thì mình cũng làm y như thế. Dương Tuyết do dự một lúc, cũng được, nhìn bọn ăn thực sự khó chịu quá, tớ không tin bọn họ trốn được mà chúng ta không trốn được. Nào, chúng ta cũng gọi đi. Dương Tuyết gọi phục vụ đến nói. Chúng tôi gọi món, lên một bàn các món y hệt như bên bàn kia cho tôi. Vâng ạ. Ngay sau đó, các món ngon được mang lên, nào là cua hoàng đế, gan ngỗng, nấm tùng và còn có một chai rượu sâm banh tinh tế. Thưa cô, có mở sâm banh không? Kim Tuệ Bình cực kỳ hào phóng, mở. Nhân viên phục vụ khui nắp chai sâm banh ra, hai người vừa uống vừa ăn, lập tức cảm thán, quả là mỹ vị nhân gian, chả trách lại đắt như thế, Âu cũng có lý do của nó. Bàn Tần Lâm cũng ăn uống rất vui vẻ, nhiều món ngon như thế đã chặn mồm của Dương Tuyết, khiến bọn họ ít nói đi, bấy giờ mới yên tĩnh một chút. Hơn một tiếng sau, mọi người đều đã ăn no nê, Tần Lâm nhân lúc đi vệ sinh đến quầy lễ tân thanh toán hóa đơn. Mặc dù đây là sản nghiệp của tập đoàn Mạnh Thị, nhưng Tần Lâm cũng không nhất thiết vì một bữa ăn mà làm phiền Mạnh Văn Cương, cũng không phải là không trả được. Bữa ăn này giá hơn 50.000 tệ, đây là một điều xa xỉ với người dân bình thường, nhưng đối với Tần Lâm, chỉ là một chi tiêu nhỏ nhặt thôi. Lặng lẽ thanh toán xong, Tần Lâm quay về chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống liền nói với Chu Điềm Điềm. Đến lúc rồi, chúng ta chạy thôi. Nghe vậy, lỗ tai Dương Tuyết dựng lên. Kim Tuệ Bình cũng dừng đũa, chờ xem hai người bọn họ chạy như thế nào. Chu Điềm Điềm gật đầu, anh Tần, chạy thật à? Liệu có bị bắt lại không? Tần Lâm mỉm cười, yên tâm, em đi theo anh, không sao đâu. Nói rồi, Tần Lâm đứng dậy, giả bộ cầm áo khoác lên. Chu Điềm Điềm cũng thế, cầm áo khoác lên nhưng không mặc vào. Sau khi hai người đứng dậy liền chạy thẳng ra ngoài. Dương Tuyết thấy vậy thì lập tức hét lên. Phục vụ, có người chạy kìa. Mặt mũi của Dương Tuyết thực sự khiến Chu Điềm Điềm cạn lời, đúng là bệnh hoạn, chuyện này liên quan gì đến cô ta chứ? Toàn xía mũi vào chuyện người khác. Chu Điềm Điềm quay đầu lại nhìn, cũng không dám ở lại lâu mà xông thẳng ra ngoài. Khi hai người xông ra cửa, nhân viên phục vụ xung quanh không thèm nhìn bọn họ, thậm chí bảo vệ ở cửa cũng nhường đường cho bọn họ. Đùa gì vậy, người ta là khách, thanh toán xong rồi. Người ta muốn chạy thì ai cản được. Cũng đâu phải quyệt tiền. Có thể là những khách hàng này sau khi ăn xong liền muốn tập thể dục tiêu cơm thì sao? Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình thấy cảnh này thì lập tức đứng dậy, kích động nói. Này, sao các anh không ngăn họ lại, bọn họ chạy rồi. Mấy nhân viên phục vụ ngơ ngác, chạy thì chạy thôi, liên quan gì đến bọn họ chứ, người ta muốn chạy thì ai cấm được. Dương Tuyết hò hét một lúc nhưng không có ai để ý đến, cô ta giống y như một con hề ngu ngốc ở đó vậy, trông cực kỳ buồn cười. Dương Tuyết nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng bừng ngồi xuống, liếc nhìn Kim Huệ Bình, hai người cực kỳ không nói nên lời. Sao lại thế? Đám nhân viên phục vụ này ngốc hết rồi à? Rõ ràng nhìn thấy có người chạy trốn lại không đuổi theo. Ăn quyệt dễ vậy cơ à? Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình nháy mắt với nhau. Nói nhỏ, hay là chúng ta cũng chạy đi. Kim Tuệ Bình gật đầu, bọn họ chạy được thì sao chúng ta không chạy được chứ, đi. Nói xong, Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình thu dọn một chút, sau đó học theo Tần Lâm cầm áo khoác lên nhưng không mặc vào. Đột nhiên, hai người buông đũa xuống rồi bỏ chạy. Thế nhưng, khi hai người xông ra ngoài cửa, nhân viên phục vụ lại đột nhiên hô lên. Hai cô, xin mời thanh toán. Nhân viên phục vụ vừa dứt lời. Hai bảo vệ lập tức xông đến, bắt lấy Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình. Thực ra, chỗ ngồi của bọn họ cách cửa khá xa, ngay từ khi bọn họ bắt đầu chạy thì nhân viên phục vụ đã cảnh giác, sau đó bảo vệ nhìn thấy, thừa thời gian bắt bọn họ lại. Nói cách khác, bọn họ hoàn toàn không chạy thoát được.
Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình bị bảo vệ bắt lại một lần nữa, phục rồi, bọn họ chưa bao giờ bị bảo vệ bắt ba lần trong một ngày. Điều này bất công quá đi. Tại sao hai người kia chạy được, còn bọn họ lại bị bắt? Sao các anh lại vậy? Sao lúc bọn họ chạy bọn anh không bắt? Bảo vệ giữ chặt cánh tay Dương Tuyết, lạnh lùng nói. Bọn họ, người ta thanh toán xong rồi thì tất nhiên chúng tôi không thể quản được, còn hai cô chưa thanh toán đã định chạy. Muốn ăn quỵt hay gì? Dương Tuyết sững người, bọn họ thanh toán rồi. Không thể nào, chắc chắn không có chuyện đó. Nhất định là các người nhầm rồi, bọn họ căn bản không thể trả nổi bữa ăn này. Nói đùa gì vậy, chủ Điềm Điềm chỉ lái chiếc xe giá 40.000 tệ, bữa ăn vừa nãy ít cũng phải 50 tệ, sao bọn họ thanh toán được? Chém gió à? Bảo vệ cười khinh bỉ, đúng là mắt chó không thể mọc ngà voi, sao cô biết người ta không trả được? Tận mắt tôi đã nhìn thấy anh chàng kia thanh toán, hai cô đừng có đứng đây ganh ghét nữa, đi thanh toán đi, nếu không trả được, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Sắc mặt Dương Tuyết thay đổi, báo cảnh sát là xong đời bọn họ luôn, nếu đơn vị biết chuyện bọn họ ăn quỵt bị cảnh sát bắt thì sau này chắc chắn không thể sống nổi trong đơn vị. Một khi mất công việc, cuộc đời Dương Tuyết cũng hoàn toàn chấm dứt. Chúng tôi trả, hết bao nhiêu vậy? Nhân viên phục vụ cầm hóa đơn đưa cho cô ta, Dương Tuyết liếc nhìn con số trên đó thì lập tức thấy hoa mắt chóng mặt. Hơn 50.000 tệ đó. Chết rồi. Một bữa ăn hết hơn 50.000 tệ thì lấy đâu ra tiền mà trả. Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng lúng túng. Chúng ta góp tiền trả đi, dùng thẻ tín dụng trước, trả được đến đâu hay đến đó. Dương Tuyết lấy điện ra vay tiền tín dụng, cộng thêm tiền tiết kiệm ở tài khoản ngân hàng và các loại ví điện tử mới đủ 50.000 tệ. Thường ngày họ tiêu xài rất hoang phí nên hầu như không có chút tiền tiết kiệm nào, bỗng chốc tiêu tốn nhiều tiền như vậy, Dương Tuyết thực sự đau lòng muốn chết. Tốn tiền còn bị người khác khinh bỉ. Khi ra ngoài cổng, đám nhân viên phục vụ còn nhìn bọn họ với ánh mắt không mấy thân thiện. Dương Tuyết nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm, tức chết đi được. Bình Bình, tớ không thể nuốt trôi cục tức này được, chúng ta vẫn không thể thắng Chu Điềm Điềm. Dương Tuyết tức muốn chết, ngày hôm nay cô ta đã liên tiếp bị Chu Điềm Điềm làm nhục. Trong mắt cô ta, Chu Điềm Điềm rõ ràng chỉ là một đứa con gái tầm thường, sau này lại trở nên lợi hại như vậy. Vừa mua túi, mua trang sức lại còn ăn nhà hàng sang trọng. Nhưng người phụ nữ này lại không tốn bao nhiêu tiền, toàn được giảm giá, bọn họ nhìn thấy hết cả rồi. Thật sự không bình thường. Kim Tuệ Bình nói, hay là tìm Vân Thiếu đến. Dương Tuyết sửng sốt, Vân Thiếu. Ý của cậu là gọi Vân Thiếu đến đây để xả giận cho chúng ta. Kim Tuệ Bình gật đầu, bây giờ chỉ có Vân Thiếu mới có thể trút giận cho chúng ta, dù sao Vân Thiếu cũng là cậu ấm nhà giàu thực thụ, chúng ta không phải, tên họ Tần kia lại càng không. Hôm nay Tần Lâm cũng không tỏ ra mình là cậu ấm nhà giàu, chỉ trông giống một người dân bình thường thôi. Mua đồ cũng toàn do Chu Điềm Điềm tự thanh toán, mặc dù được giảm giá rất nhiều, nhưng đồ mấy nghìn tệ vẫn để phụ nữ trả tiền, tên Tần Lâm này vừa nhìn đã biết là một tên ăn bám phụ nữ rồi. Gọi Vân Thiếu đến đây chắc chắn có thể giúp bọn họ trút giận. Dương Tuyết nhíu mày, vậy chúng ta phải nói thế nào để Vân Thiếu tình nguyện đến giúp chúng ta? Kim Tuệ Bình nói, còn có thể thế nào nữa, ngủ với anh ta thôi, anh ta luôn muốn hai chúng ta mà, đồng ý với anh ta là được thôi. Dương Tuyết hơi xấu hổ, như vậy không tốt lắm đâu. Mặc dù tớ cũng từng ngủ với anh ta rồi, nhưng ba người chúng ta cùng một lúc, tớ cảm thấy xấu hổ lắm. Kim Tuệ Bình bất lực thở dài, cậu nghĩ đến chuyện hôm nay đi, đúng là không tiền khó bước. Nếu sau này Vân Thiếu che chở cho hai chúng ta, thì sẽ không xảy ra những chuyện như này nữa. Dương Tuyết trầm tư một lúc, nhớ lại cảnh hôm nay ba lần liên tiếp bị bảo vệ đuổi ra ngoài, Dương Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Được, tớ đồng ý, cậu liên lạc với Vân Thiếu đi. Kim Tuệ Bình gật đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vân Thiếu. Vân Thiếu, tôi và Dương Tuyết đang ở cùng nhau, anh luôn muốn hẹn hai bọn tôi mà, bây giờ anh có rảnh không? Một lúc sau, Vân Thiếu trả lời lại, rảnh, giờ tôi đến đón hai cô luôn. Ok. Sau khi gọi sau, Kim Tuệ Bình búng tay, xong. Vân Thiếu đến rồi, bọn cô có thể đứng thẳng lưng rồi. Hai người kia đi đâu rồi, hôm nay chúng ta nhất định phải xả cục giận này. Kim Tuệ Bình nói, tớ gọi nhờ bạn học khác hỏi thăm thử xem, nếu chúng ta hỏi thẳng,
Chu Điềm Điềm chắc chắn sẽ không nói. Chu Điềm Điềm bây giờ đang cực kỳ chán ghét bọn họ, nếu hỏi cô ấy ở đâu, có lẽ Chu Điềm Điềm sẽ không trả lời bọn họ. Kim Tuệ Bình nhờ một người bạn liên lạc hỏi Chu Điềm Điềm giúp. Chu Điềm Điềm cũng không để tâm lắm, thấy có bạn học nhắn tin bảo nhìn thấy cô, hỏi cô có phải đang ở phố đi bộ không. Chu Điềm Điềm trả lời luôn không nghĩ ngợi, đâu có, tớ đang ở Disneyland mà. 2 phút sau, Kim Tuệ Bình nhận được tin nhắn. Hai bọn họ đang đi Disneyland, chút nữa Vân Thiếu đến, chúng ta cũng đi. Được. Disneyland ở Đông Hải cũng được coi là một điểm du lịch nổi tiếng, tất cả mọi người không kể già trẻ gái trai đều đến đây chơi một lần. Vừa rồi Tần Lâm và Chu Điềm Điềm ăn uống xong, liền muốn đi dạo một vòng, không ngờ lại đến đây, Chu Điềm Điềm lập tức có hứng thú. Tần Lâm cũng không từ chối, đã đến đây rồi, đúng lúc có thể đi chơi tiêu cơm. Hôm nay Chu Điềm Điềm cực kỳ vui mừng, mua được túi, trang sức, ăn một bữa thịnh soạn, lại còn được đi công viên Disneyland chơi. Vừa bước vào, Chu Điềm Điềm liền mua 2 cái bầm tai chuột, đeo một chiếc lên đầu mình, rồi bắt Tần Lâm đeo cái còn lại. Anh Tần, anh đeo một chút thôi. Hi hi. Tần Lâm chịu thua cô, chỉ đành đeo tai chuột lên. Thấy bọn họ giống như một đôi yêu nhau bình thường, Chu Điềm Điềm luôn nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Anh Tần, trong Disneyland này có rất nhiều rạp, chúng ta đi xem cái nào trước đây. Tần Lâm cười nói, tùy em, cái nào cũng được. Tần Lâm không quan tâm mấy chuyện như thế này lắm, ngược lại, bộ dạng vui vẻ của Chu Điềm Điềm còn đẹp hơn mấy màn biểu diễn của Disneyland. Vậy đi vào trong cái kia đi, bên đó có vẻ ít người nhất. Chu Điềm Điềm cùng Tần Lâm đến cổng một rạp xếp hàng, Disneyland hôm nay khá đông, nhất là ở các rạp, mỗi rạp biểu diễn sẽ giới hạn số người xem, vì thế đến rạp nào cũng phải xếp hàng. Khi Chu Điềm Điềm và Tần Lâm đang xếp hàng, có 3 người đột nhiên đi tới từ phía sau. Ôi chao, Chu Điềm Điềm đây mà, hôm nay trùng hợp quá nhỉ, gặp nhau mấy lần liên tiếp. Chu Điềm Điềm trợn mắt, có trùng hợp hay không, bản thân cô ta biết rõ nhất mà. 2 người này đúng là âm hồn không tan mà, chả trách một người bạn cũ lâu ngày không liên lạc lại đột nhiên nhắn hỏi cô đang ở đâu. Bây giờ Chu Điềm Điềm mới hiểu, thì ra là đang thăm dò. 2 cô Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình này thú vị thật đấy. Cũng không biết rốt cuộc 2 người này đi theo bọn họ suốt với mục đích gì. Chu Điềm Điềm lịch sự chào hỏi, dù sao cũng không cạch mặt nhau. Mặc dù lúc ở nhà hàng, cô có chút khó chịu khi Dương Tuyết đứng lên vạch trần mặt mũi của bọn cô, nhưng Chu Điềm Điềm không hề giống họ. Dương Tuyết mỉm cười, đây là Vân Thiếu, chắc cô không biết nhỉ, công viên giải trí Disneyland này là của nhà anh ấy, giá trị con người của Vân Thiếu lên đến mấy trăm nghìn tệ. Cực kỳ lợi hại, có thể nói là thiếu gia siêu giàu. Vân Húc gật đầu, nở nụ cười nhàn nhạt, đầy vẻ kiêu ngạo. Vẻ mặt và biểu cảm đó tràn đầy vẻ tự kiêu, như thể những người khác chỉ là con kiến, còn anh ta giống như thần long nhìn xuống thế gian vậy. Ồ, Chu Điềm Điềm gật đầu, cô không có cảm giác gì đối với thiếu gia nhà giàu, có tiền thì đã làm sao? Tần Lâm cũng đã rất giàu có rồi, anh có thể mua liên tiếp 3 chiếc xe Rolls-Royce Cullinan. Khối tài sản của anh ấy cao hơn cậu Vân Thiếu trước mặt này rất nhiều. Vân Húc liếc nhìn Chu Điềm Điềm nói. Sao, khinh thường tôi à? Chu Điềm Điềm sững sờ, đâu có, sao anh lại nói vậy? Chu Điềm Điềm cực kỳ bối rối, cô căn bản chưa nói chuyện với Vân Thiếu này, sao lại thành khinh thường anh ta rồi? Vân Húc lạnh lùng hừ một tiếng, tôi nói chuyện với cô là vinh hạnh của cô lại lạnh nhạt với tôi như vậy, không phải khinh thường tôi thì là gì? Chu Điềm Điềm quả thực cạn lời, cậu Vân Thiếu này đúng là quen thói được cưng chiều từ nhỏ, người khác nói chuyện với anh ta đều phải cung kính lễ phép, chỉ cần hơi không kính trọng, anh ta liền cảm thấy người khác tỏ vẻ với anh ta. Chu Điềm Điềm bất lực nói, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang xếp hàng vào trong rạp mà thôi. Nói xong, Chu Điềm Điềm liền quay người đi, cô chẳng còn hứng thú với tên Vân Húc này nữa, không muốn nói chuyện với anh ta. Vân Húc bật người khinh bỉ, lạnh nhạt nói. Còn cần xếp hàng à? Ha ha, người bình thường đúng là phải xếp hàng thật, nhưng Vân Húc tôi từ trước đến giờ không biết xếp hàng là gì. Nếu cô ở bên tôi, làm người phụ nữ của tôi có thể dẫn cô đi bằng lối VIP, bảo đảm hôm nay cô sẽ được chơi vô cùng thuận lợi. Chu Điềm Điềm tỏ ra chán ghét, cảm thấy tên Vân Húc này nói năng tùy tiện quá mức. Không cần, cảm ơn ý tốt của anh. Vân Húc nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ vẻ không vui.
nhưng không nói gì cả mà gọi thẳng cho giám đốc của bọn họ. Alo, giờ tôi đang chơi ở Disneyland, bảo một người đến đây đón tiếp tôi không muốn xếp hàng như đám người dân đen. Sau khi cúp máy, trên mặt Vân Húc lộ ra vẻ tự mãn, mắt để trên đỉnh đầu, khinh thường tất cả mọi người. Dù sao thì có thể thoải mái vui chơi, không cần xếp hàng ở những nơi như Disneyland này quả thực cho người ta một cảm giác vượt trội. Vân Húc thích nhất là cảm giác này, Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình đã nói trong điện thoại là muốn đè bẹp hai người này, còn tưởng là nhân vật tai to mặt lớn nào, hóa ra là mấy đứa tôm tép, thế thì đơn giản quá. Ngay sau đó, một người giám đốc đi nhanh đến, nói với Vân Húc. Xin lỗi Vân Thiếu, tôi đến muộn, tôi không biết rằng cậu đến đây, giờ tôi sẽ sắp xếp lối VIP cho cậu đây. Vân Húc gật đầu, hất mặt kiêu căng đi cùng với giám đốc vào lối bên cạnh. Tất cả các dạp của Disneyland đều có lối VIP, chỉ có một vài người có thẻ năm, hoặc những người có thân phận đặc biệt, tôn quý mới được đi lối này. Vân Húc đi vào lối không một bóng người, trên mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình cũng cười tươi rói, nhìn đám người bên cạnh đang xếp hàng, trong lòng bọn họ thấy vô cùng sảng khoái. Đây chính là niềm vui của người có tiền. Nhìn bọn họ đi theo Vân Thiếu được ăn sung mặc sướng, còn Chu Điềm Điềm chỉ có thể xếp hàng cùng với tên họ Tần Khố rách áo ôm. Điềm Điềm, không phải bạn trai cô tài giỏi lắm à, các người vừa mua túi, mua trang sức, còn ăn nhà hàng sang trọng, sao đi chơi công viên giải trí mà vẫn phải xếp hàng thế? Chu Điềm Điềm trợn mắt, tỏ ra chán ghét. Tỏ vẻ cái gì chứ, chỉ là lối VIP thôi mà, bọn họ hoành hoang quá rồi đó. Thấy bọn họ không nói gì, Vân Húc liền bật cười. Đừng làm khó người ta như thế, vé ở Disneyland đã đắt lắm rồi, hai người đi ít cũng phải 1.000 tệ đó. Đối với gia đình thông thường, 1.000 tệ không phải là một khoản chi phí nhỏ đâu. Không chừng còn bằng nửa tháng lương của anh ta đó, mặc dù chúng ta có điều kiện nhưng cũng đừng chê cười người khác. Vân Húc tỏ ra vẻ nghiêm chỉnh, rõ ràng vừa rồi chính anh ta chế nhạo một lúc lâu, giờ lại bảo người khác đừng chê cười. Nghe Vân Húc nói vậy, đôi lông mày của Tần Lâm nhíu lại. Anh tỏ vẻ vừa thôi. Tần Lâm đã nhẫn nhịn một lúc lâu, nhưng nghe thấy Vân Húc nói vậy lại không chịu nổi, đến công viên giải trí mà cũng phải đi lối VIP, có đến nỗi phải tỏ vẻ như thế không? Với đức tính này, không ngờ anh ta có thể là cậu chủ của công viên giải trí Disneyland. Vân Húc nhíu mày, sắc mặt lập tức không vui. Anh nói cái gì, hỗn láo, ai cho phép anh dám nói với tôi như vậy? Anh không biết đây là địa bàn của ai à? Vân Húc đã quen được nuông chiều từ nhỏ, những người khác toàn phải cung phụng, kinh trọng anh ta, làm gì có ai dám nói như vậy với anh ta chứ? Đúng là muốn chết mà. Tần Lâm cười khinh bỉ, địa bàn của anh, Disneyland trở thành của nhà anh từ lúc nào vậy? Disneyland là của doanh nghiệp nước Mỹ, nhà họ Vân chỉ là một đại lý nho nhỏ mà thôi, bọn họ có quyền quản lý công viên giải trí này thật, nhưng không phải là chủ sở hữu. Vân Húc chỉ là cậu ấm nhỏ nhoi mà lại kiêu căng như thế, đúng thật không nói nên lời. Vân Húc bật cười khinh bỉ, nói nhảm, không phải của nhà tôi thì là của nhà anh chắc. Nói cho anh biết, anh lập tức xin lỗi cho tôi, nếu không tôi sẽ bảo giám đốc đuổi hai người ra ngoài. Chu Điềm Điềm có chút không phục, tại sao lại đuổi chúng tôi ra ngoài? Chúng tôi đã trả tiền vé, xếp hàng bình thường, cho dù anh có là cậu chủ ở đây thì cũng không có tư cách đuổi chúng tôi ra ngoài. Vân Húc cười khinh bỉ, hãy nhìn xem tôi có tư cách này hay không. Nói xong, Vân Húc lấy điện thoại ra gọi cho người giám đốc vừa nãy. Bây giờ, lập tức đến chỗ tôi. Vài phút sau, người giám đốc kia đi đến, Vân Thiếu, cậu muốn dặn dò gì vậy? Vân Húc nói, tôi cực kỳ ngứa mắt hai người này, đuổi họ ra ngoài đi. Chuyện này, người giám đốc khẽ sừng sốt, vô duyên vô cớ đuổi khách đi quả thực không đúng lắm. Bọn họ cũng chưa từng làm chuyện như thế này bao giờ. Vân Húc thấy giám đốc hơi do dự thì cau mày, sao, lời tôi nói không có tác dụng à? Giám đốc bất lực, ai bảo người ta là cậu chủ ở đây chứ, lời của anh ta sao vô dụng được? Giám đốc đi đến bên Tần Lâm và Chu Điềm Điềm và nói. Mời hai người rời khỏi đây. Chu Điềm Điềm nhíu mày, tại sao chứ, sao chúng tôi phải rời đi? Giám đốc nói, bởi vì hai người đã vi phạm quy định của công viên, chúng tôi có quyền đuổi hai người ra ngoài. Chu Điềm Điềm nói, chúng tôi đã vi phạm quy định gì? Giám đốc nói, hai người đã làm phiền những khách hàng khác, chúng tôi có quyền đuổi hai người ra ngoài.
Chu Điềm Điềm tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, chúng tôi đã quấy rầy ai vậy? Là bọn họ đến làm phiền chúng tôi còn không nói chuyện với bọn họ. Nếu như Dương Tuyết không chủ động đến nói chuyện, Chu Điềm Điềm cũng sẽ không để ý tới bọn họ. Chính cô ta cứ đến bắt chuyện, còn cả Vân Thiếu kia nữa, không nói chuyện với anh ta lại biến thành khinh thường anh ta, đúng là đồ thần kinh. Giám đốc cười khinh bỉ, tôi tin trong lòng cô biết rõ mình đã đắc tội với ai, có một số chuyện chúng ta không nên nói rõ ra, giờ tôi bảo các người ra ngoài là vì muốn tốt cho các cô thôi. Nếu các người dây dưa không chịu đi, chúng tôi sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, đến lúc đó các người sẽ bị mất mặt. Lúc này, mọi ánh mắt của khách hàng đều tập trung vào đây, lần đầu tiên có người bị đuổi ra khỏi công viên giải trí, thật là xấu hổ. Đắc tội với cậu chủ quả không phải chuyện tốt lành gì. Chu Điềm Điềm nghiến răng nghiến lợi, lúc này chỉ đành phải rời đi, thực là bức bối. Anh Tần, chúng ta đi thôi, đến chỗ khác chơi. Nói xong, Chu Điềm Điềm đang định đi thì đột nhiên Tần Lâm kéo tay cô lại, mỉm cười nói. Đừng vội, người phải đi là bọn họ, sao chúng ta phải đi chứ? Chu Điềm Điềm sững sờ giây lát rồi cười khổ. Bắt bọn họ đi. Sao có thể chứ? Người ta là cậu chủ của công viên Disneyland này. Nhà họ Vân là quản lý của công viên này, sao bọn họ đi được chứ? Vân Húc cũng bật cười khinh bỉ, bắt chúng tôi đi. Anh nghĩ anh là ai? Anh có tư cách này chắc? Tần Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, có tư cách này hay không, chút nữa anh sẽ biết ngay thôi. Nói xong, Tần Lâm cầm điện thoại gọi cho Hà Niệm Anh. Tút tút tút, cuộc gọi kết nối. Alo, tiểu sư huynh à, tôi là Hà Niệm Anh đây, tiểu sư huynh gọi cho tôi có gì căn dặn? Tần Lâm nói, Disneyland có trong khu vực thuộc quyền quản lý của sư muội không? Hà Niệm Anh là nhà kinh doanh bất động sản nổi tiếng nhất nước, gần như tất cả những bất động sản có liên quan đều phải nghe theo chỉ thị của Hà Niệm Anh. Cho dù không phải là sản nghiệp của Hà Niệm Anh cũng đều là đối tác của bà ấy. Trước khi Liễu Thanh Thanh trở thành tỷ phú giàu nhất nước, Hà Niệm Anh luôn là tỷ phú giàu nhất, dù là thực lực hay địa vị đều rất lợi hại. Hà Niệm Anh nói, Disneyland ở Đông Hải Á. Đúng vậy, nó xây dựng trên đất nhà chúng tôi, thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Tần Lâm gật đầu, được, thu mua cái Disneyland ở Đông Hải giúp tôi. Hà Niệm Anh gật đầu không do dự. Được, không thành vấn đề. Chỉ là một cái Disneyland mà thôi, trong mắt những người bình thường nó có thể khá đắt đỏ, nhưng trong mắt Hà Niệm Anh, nó chỉ là một dự án thông thường thôi. Sau khi cúp máy, Vân Húc cười phá lên. Anh giả bộ làm gì vậy? Gọi điện cho tổng đài à? Còn bảo thu mua Disneyland nữa chứ, chém gió vừa thôi. Anh có bỉa cái công viên Disneyland này bao nhiêu tiền không? Và lại cho dù anh có muốn mua cũng không có tư cách đó. Anh nghĩ nhà chúng tôi sẽ bán chắc. Khi Vân Húc đang khua môi múa mép, điện thoại trong tay anh ta đột nhiên reo lên. Vân Húc sững sờ, lông mày cau lại, cẩn thận nhận máy. Alo, bố à, sao vậy bố? Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng gầm lớn. Danh con, mày đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy? Nhà chúng ta xong đời rồi. Mày đắc tội với ai vậy? Sắc mặt Vân Húc lập tức thay đổi. Bố, bố đang nói gì vậy? Sao nhà chúng ta lại xong đời? Đầu dây bên kia hét lên giận dữ. Khốn nạn, mày ở bên ngoài đắc tội với người nào vậy? Nhà chúng ta bị người khác cưỡng ép thu mua rồi. Vân Húc sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Chuyện này là thế nào? Bố, con không đắc tội với nhân vật lớn nào cả. Nói dối, nếu mày không đắc tội với người ta, thì sao nhà chúng ta bị thu mua chứ? Vân Húc ngẩng đầu nhìn Tần Lâm, sắc mặt trở nên khó coi, trợn to hai mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Lẽ nào người anh ta đắc tội chính là Tần Lâm? Vân Húc không thể ngờ người đó lại là Tần Lâm. Trong vài chục phút ngắn ngủi vừa rồi, anh ta chỉ đắc tội với một người duy nhất là Tần Lâm. Mà khi Tần Lâm gọi điện thoại, anh ta đều nghe rõ ràng, thật sự không ngờ tên họ Tần này lại có lai lịch lớn như vậy. Vẻ mặt Vân Húc xám ngắt như tro, không thể ngờ một câu nói của người thanh niên đi xem xiếc phải xếp hàng trước mắt này lại có thể cưỡng ép thu mua nhà bọn họ. Nếu bị nhà anh ta bị thu mua, thì sau này anh ta không thể làm cậu ấm nhà giàu nữa. Và lại, cả nhà họ Vân đều sống nhờ vào công viên giải trí này, giờ thì xong rồi, xong thật rồi. Vân Húc nhìn Tần Lâm, khom lưng trực tiếp quỳ xuống đất. Tần Thiếu,
Không, anh Tần, cầu xin anh giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một con đường sống. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả mọi người đều ngây ra. Vân Húc một giây trước còn vô cùng kiêu ngạo, không ngờ giây sau lại quỳ xuống. Vân Húc trở mặt nhanh thật đấy, giống như một bức tường cỏ vậy, mưa xuống một phát là sập luôn. Mặc dù lúc trước còn tỏ vẻ huênh hoang, nhưng hiện giờ nhận sai cũng rất nhanh. Không ngờ Vân Thiếu lại quỳ xuống như vậy, Dương Tuyết và Kim Tuệ Bình suýt thì ngã khuỵu. Vân Thiếu, anh làm gì thế? Sao anh lại làm như vậy? Sao anh lại sợ tên nghèo nàn này chứ? Vân Húc nghe vậy thì đồng tử lập tức co lại. Con mẹ nó, cô muốn chết à? Nói xong, Vân Húc liền đứng dậy, vung tay tát vào mặt Dương Tuyết. Nếu không phải do con điếm là cô, thì sao tôi gây ra chuyện lớn như vậy chứ, con điếm thối này. Cô đi chết đi. Dương Tuyết bị ăn một cái bạt tai thì đơ ra, trên khuôn mặt trắng nõn hiện rõ năm dấu ngón tay, đầu óc choáng váng, suýt thì ngất ra đất. Vân, Vân Thiếu, anh đánh tôi, anh còn muốn ngủ với tôi không vậy? Dương Tuyết cũng tức điên lên, anh ta đã đồng ý chút giận cho cô rồi, nhưng bây giờ lại thành ra thế này, khiến cô ta cực kỳ mất mặt. Vân Thiếu lạnh lùng hừ một tiếng, ngủ với cô. Con mẹ nói, tôi muốn bóp chết cô. Dứt lời, anh ta lại vung tay tát vào nửa bên kia mặt của Dương Tuyết, Dương Tuyết ngã lăn ra đất, sắc mặt tái mét. Thấy cảnh tượng này, Kim Tuệ Bình lùi lại phía sau vài bước, không dám nói tiếng nào, nhìn thấy mấy người trước mặt, Kim Tuệ Bình thậm chí còn muốn chạy để khỏi bị liên lụy. Còn Dương Tuyết bị đánh không liên quan đến cô ta, tình bạn ni lông lúc này được thể hiện một cách sinh động. Vân Thiếu đánh hai phát tát xong lại quỳ xuống trước mặt Tần Lâm nói. Cậu Tần, là lỗi của tôi, xin cậu cho tôi một cơ hội, tôi đã tỉnh ngộ rồi, tôi đảm bảo sẽ sửa đổi lỗi lầm trước đây, cầu xin cậu hãy cho tôi một cơ hội. Dáng vẻ của Vân Húc bây giờ quả thực trưởng thành hơn vừa rồi rất nhiều, không nhìn ra dáng dấp thiếu gia nhà giàu nữa. Thấy Tần Lâm vẫn thờ ơ, Vân Thiếu vội vàng quỳ xuống trước mặt Chu Điềm Điềm, dập mạnh đầu xuống đất. Cô Chu, là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi, cầu xin cô hãy cho tôi một cơ hội. Thấy Vân Húc dập đầu đến mức chảy máu đầu, Chu Điềm Điềm hơi lúng túng. Anh Tần, hay là, chấm CSO anh ta một cơ hội đi. Tần Lâm mỉm cười, nếu cô đã nói vậy thì cứ cho anh ta một cơ hội đi. Vân Húc nghe thấy thế thì cực kỳ vui mừng. Cảm ơn Tần Thiếu, cảm ơn cô Chu, tôi chắc chắn sẽ sửa đổi lỗi lầm, không dám kiêu ngạo nữa. Vân Húc nói cực kỳ chân thành, Tần Lâm gật đầu, quyết định cho anh ta một cơ hội. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Hà Niệm Anh. Thu mua Disneyland xong, tạm thời cứ để nhà họ Vân quản lý, xem xét biểu hiện của bọn họ, nếu tốt thì khôi phục lại cổ phần lúc trước, nếu không tốt thì lập tức sa thải. Vâng. Nói rồi cúp máy, Vân Húc vui mừng khôn xiết. Cảm ơn Tần Thiếu, cảm ơn anh, giám đốc, còn không mau dẫn Tần Thiếu đi lối VIP. Nếu ông dám phục vụ Tần Thiếu không chu đáo, tôi sẽ hỏi tội ông. Sắc mặt giám đốc đã tái mét từ lâu rồi, nào dám phản đối bất kỳ mệnh lệnh nào, ông ta vội vàng gật đầu. Vâng vâng, tôi đi ngay đây. Nói xong liền dẫn Tần Lâm và Chu Điềm Điềm đến lối VIP. Vốn dĩ, có rất nhiều người có thể đi lối này, cũng không phải đặc quyền riêng của Tần Lâm, vì vậy anh cũng không khách sao, cùng Chu Điềm Điềm đi vui chơi bằng lối VIP. Sau khi bước vào, có rất nhiều trò chơi rất thú vị, hai người họ đã chơi rất vui vẻ. Đặc biệt là Chu Điềm Điềm, mặc dù đã đi làm và tự lập nhưng cô vẫn có tính cách rất trẻ con, cực kỳ thích những thứ như này. Khi chơi đùa liền kìm lòng không đậu mà khoác lấy cánh tay Tần Lâm, thậm chí bản thân cô cũng không nhận thấy có gì không ổn. Tần Lâm chỉ cảm thấy tay Chu Điềm Điềm rất mềm mại, trên người cô có mùi thơm thoang thoảng, khiến người ta rất sảng khoái, anh cũng không nói gì. Cả hai chơi vài tiếng đồng hồ, trời đã tối, Chu Điềm Điềm luôn nở nụ cười trên môi, trông cô cực kỳ vui vẻ. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, Chu Điềm Điềm sững sờ một lát rồi nhận máy. Alo, mẹ à, sao vậy mẹ? Đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người phụ nữ trung niên. Điềm Điềm này, con có bạn trai khi nào vậy? Sao không nói cho mẹ biết? Khuôn mặt Chu Điềm Điềm lập tức đỏ ửng, vội vàng nói. Mẹ nói gì vậy, con làm gì có bạn trai chứ? Con đừng nói dối mẹ, dì Vương hàng xóm nhà chúng ta đã nhìn thấy hai con rồi, còn chụp ảnh gửi cho mẹ. Mẹ thấy chàng trai đó rất tuấn tú, con về nhà mau đi, giờ mẹ chuẩn bị nấu cơm cho bọn con.
nói xong liền cúp máy. Chu Điềm Điềm nhìn điện thoại, có tin nhắn mẹ gửi đến, trong đó là bức ảnh của cô và Tần Lâm. Chụp trộm lúc vừa rồi, chắc nhà hàng xóm cũng đến đây chơi, vì thế mới chụp được ảnh này. Chu Điềm Điềm nhìn bức ảnh, khuôn mặt đỏ bừng. Cái này là chụp lúc nào vậy? Sao còn nắm tay nữa? Vốn dĩ Chu Điềm Điềm và Tần Lâm không phải là quan hệ đó, mặc dù trong lòng cô cũng rất thích Tần Lâm, nhưng vẫn chưa nói ra. Chưa xác định quan hệ mà đã nắm tay như này rồi, lại còn bị người ta chụp được nữa chứ, xấu hổ quá đi mất. Vừa rồi khi nắm tay Tần Lâm, sao anh không nói gì cả? Lẽ nào anh ấy cũng thích mình? Chu Điềm Điềm càng nghĩ mặt càng đỏ bừng xấu hổ. Sau đó, mẹ cô lại gửi tin nhắn thoại đến. Trước 10 giờ tối phải dẫn bạn trai về nhà, nếu không thì đừng về nữa. Khi cô nghe tin nhắn, Tần Lâm đứng ngay bên cạnh, thấy rõ ảnh chụp và tin nhắn vừa rồi. Vẻ mặt Chu Điềm Điềm vô cùng lúng túng, nhìn Tần Lâm ngượng ngùng nói. Anh Tần, xin lỗi anh, mẹ tôi hiểu lầm rồi, giờ tôi sẽ giải thích rõ ràng với mẹ. Tần Lâm mỉm cười, giờ đâu dễ giải thích. Không sao, nếu cô cần tôi có thể đóng giả làm bạn trai cô, tôi khá chuyên nghiệp trong chuyện này. Nói ra cũng thật trùng hợp, Tần Lâm đóng giả bạn trai người khác không phải lần một lần hai, nói chuyên nghiệp cũng không quá. Hai mắt Chu Điềm Điềm sáng lên, thật không? Mẹ cô luôn ép hôn cô, suốt ngày ép cô lấy một chủ nhà hàng, Chu Điềm Điềm cũng thấy phiền muốn chết. Nếu hôm nay Tần Lâm có thể giúp cô, thì không chừng có thể giải quyết vấn đề này rồi. Tần Lâm gật đầu, không thành vấn đề, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Nói xong, Tần Lâm gọi Vân Húc. Vân thiếu gia, qua đây đi. Vân Húc chạy nhanh đến, vô cùng nhiệt tình, Tần Lâm dặn dò thì sao anh ta dám chậm trễ. Anh Tần, anh đừng gọi em là Vân thiếu gia, gọi em là Tiểu Vân là được rồi, anh làm vậy sao em chịu nổi. Nói vậy cũng kỳ, Vân Húc thay đổi nhanh quá, lúc trước còn tỏ ra kiêu ngạo, huênh hoang, chẳng coi ai ra gì. Nháy mắt đã biến thành tay sai của Tần Lâm. Tần Lâm nói, tôi phải đến nhà bố vợ, anh chuẩn bị cho tôi một ít quà, nhanh lên đi. Được ạ, anh yên tâm, em rất giỏi trong chuyện này, đảm bảo anh sẽ có mặt mũi, hơn nữa lại còn khiêm tốn. Nói xong, Vân Húc lập tức đi chuẩn bị. Tần Lâm không nghi ngờ anh ta, loại thiếu gia nhà giàu này chẳng có bản lĩnh gì, cả ngày chỉ đi ôm gái, vậy nên sẽ khá hiểu về quà cáp. Ít nhất thì cũng hiểu hơn Tần Lâm nhiều. Chẳng mấy chốc, Vân Húc đã lái một chiếc BMW X5 đến, nói với Tần Lâm. Em thấy chiếc xe này của chị dâu cũng cũ quá rồi, vừa hay em mới tậu được chiếc X5 này, nên em tặng chị dâu luôn, quà ở sau cốp, anh cứ lái luôn là được. Chu Điềm Điềm có hơi ngại ngùng, chiếc X5 này cũng phải 600-700 nghìn, món quà này quý giá quá rồi. Món quà này quý quá, xe của tôi vẫn dùng được, như này thì ngại lắm. Vân Húc vội vàng cúi người, chị dâu, chị đừng ngại, chị phải nhận món quà này đấy, nếu không trong lòng em sẽ áy náy lắm. Tần Lâm gật đầu, nói với Chu Điềm Điềm. Cô nhận đi, nếu như cô không nhận, chắc anh ta sẽ nơm nớp lo sợ đấy. Chu Điềm Điềm gắng gượng gật đầu, cũng coi như đã nhận. Sau khi lên xe, Chu Điềm Điềm ngồi ghế lái, cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, hôm nay khi đi làm cô ấy còn lái chiếc bôn 40.000 tệ. Kết quả vừa quay người, mới chỉ có mấy tiếng thôi, đã lái chiếc BMW X5 rồi. Dương Tuyết có tiền như vậy. Có điều cũng phải vay trả góp, chỉ mua được chiếc BMW X1 mà thôi, khoảng cách giữa hai người lớn quá. Hai người lái xe đi về nhà. Trên đường, Chu Điềm Điềm nói, anh Tần, điều kiện gia đình tôi không tốt lắm, anh đừng khó chịu nhé. Tần Lâm cười, tôi đương nhiên sẽ không khó chịu. Tần Lâm đương nhiên sẽ không khó chịu, anh từ nhỏ đã là công tử quần là áo lượt, sau đó nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, anh đã phải chịu đựng 10 năm gian khổ. Tần Lâm trải qua tất thảy mọi chuyện, chịu đựng biết bao gian khổ, vậy nên chắc chắn sẽ không khó chịu với người khác. Chu Điềm Điềm nói, bên cạnh nhà tôi có một người mở quán ăn, anh ta tên là Điền Mập, gia đình cũng coi là khá giả, cũng có việc kinh doanh riêng, nhưng mẹ tôi cứ bắt tôi phải gả cho anh ta, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tần Lâm cười, cô không thích anh ta sao? Chu Điềm Điềm giải thích, đương nhiên không thích, chẳng thích chút nào. Sau khi Chu Điềm Điềm nói xong, cảm thấy không ổn lắm, cô ấy có hơi lo lắng, Tần Lâm cũng chẳng phải bạn trai của cô ấy cũng đâu cần phải giải thích. Có điều lời cũng đã nói ra rồi,
Chu Điềm Điềm cũng không lấy lại được nữa, chỉ có thể đỏ mặt, tiếp tục lái xe. Sau đó nói, tên Điền Mập này, đúng là kẻ đáng ghét nhất mà tôi từng gặp, vô cùng thích khoe mẽ, còn chưa trải đời, mà luôn khiến người ta cạn lời, anh gặp rồi thì chắc chắn anh cũng ghét anh ta. Tần Lâm gật đầu, loại người này thực sự khiến người ta ghét, Chu Điềm Điềm đã hình dung như vậy thì anh cũng cảm thấy rất khó chịu. Có điều Điền Mập này chắc cũng muốn lấy lòng mẹ Chu Điềm Điềm, nếu không thì mẹ cô ấy sẽ không cứ tác hợp hai người. Trong nhà Chu Điềm Điềm, một người đàn ông đang làm cơm, vừa giết một con gà, lại giết thêm một con dê, chuẩn bị một bữa cơm tối thật thịnh soạn. Một người phụ nữ trung niên đi ra nói. Lão Chu, ông nói xem bạn trai Điềm Điềm có đáng tin không? Ông chuẩn bị nhiều như vậy để tiếp đón cậu ta có cần thiết không? Lão Chu thật thà nói, mẹ nó à, bà chẳng phải thấy ảnh rồi sao? Cậu thanh niên này trông tuấn tú lịch sự, ở bên con gái chúng ta đúng là một đôi trai tài gái sắc. Mẹ Chu nói, đẹp trai thì có tác dụng chứ. Thời này, con trai có đẹp trai cũng vô dụng, quan trọng là phải có tiền thì mới được, ông hiểu chưa? Lão Chu lắc đầu thở dài, cái thứ như tiền bạc, nhiều mấy cũng đâu có tác dụng gì. Môn đăng hộ đối là được rồi. Mẹ Chu lập tức trợn mắt lắc đầu nói. Thế thì không được, sao có thể môn đăng hộ đối được? Điều kiện gia đình chúng ta ông còn không biết chắc. Nếu như thực sự tìm một người môn đăng hộ đối thì con gái mình gả qua nhà đó sẽ phải chịu khổ đấy. Muốn tìm cũng phải tìm nhà nào có tiền, như vậy thì mới có thể càng ngày càng giàu có. Nhìn xem con gái của lão hoàng nhà bên kia, gả cho người mở tiệm cơm, bây giờ lái BMW, mặc đồ hiệu, nhiều tiền ghê luôn. Lão Chu cười nói, chính vì vậy nên bà mới muốn gả con gái mình cho Điền Mập mở tiệm cơm à. Mẹ Chu nói, Điền Mập cũng được mà. Mặc dù ham hư vinh, thích huênh hoang, nhưng trong nhà có tiền, ông xem tiệm cơm nhà cậu ấy bán chạy chưa kìa. Nếu như muốn lấy được con gái tôi thì trong nhà cũng phải có chút tiền. Lão Chu gật đầu, lời này cũng không sai, có điều đừng kén cá chọn canh quá, chỉ cần điều kiện ổn là được rồi. Mẹ Chu do dự một lúc, đột nhiên nói. Không được, tôi phải gọi Điền Mập qua, bảo hai người so xem, để Điềm Điềm xem. Rốt cuộc ai có tiền hơn để chọn một trong hai bọn họ. Nói làm liền làm, mẹ Chu lấy điện thoại ra gọi cho Điền Mập. Điền Mập bắt máy, vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Alo, gì à, cháu là Điền Mập đây, Điềm Điềm về chưa ạ? Điền Mập này rất thích Chu Điềm Điềm, luôn tìm cơ hội để gặp cô ấy. Mẹ Chu nói, Điền Mập à, Điềm Điềm sắp về rồi, có điều gì nghe nói Điềm Điềm sẽ đưa bạn trai về, dì đang chuẩn bị kiểm định đây. Cháu cũng biết, dì vẫn luôn đồng ý chuyện của hai đứa, nhưng Điềm Điềm. Ở bên ngoài tìm người yêu, dì cũng không quản được. Dì nghe nói bạn trai con bé đến, còn đem theo không ít quà cáp, hay là cháu cũng đến xem, so xem ai hơn ai. Điền Mập nghe xong liền thấy bực mình. Có người dám đánh một gậy sau lưng hắn, cướp cô gái của hắn đi. Muốn chết à? Dì chờ cháu chút ạ, cháu qua ngay đây. Còn tặng quà nữa à? Điền Mập có thực lực tài chính đến đâu, về mặt tặng quà, người khác so nổi chắc. Nếu đã dám đến tặng quà thì tao sẽ cho mày mất hết mặt mũi. Điền Mập lập tức lấy hàng tích trữ trong kho ra, dù sao cũng là nhà hàng hắn mở, có nhiều người qua lại giao lưu, tặng quà cáp, nên cũng có rất nhiều quá quý. Điền Mập liền lấy ra hai cây nhuyễn trung hoa, lấy một hòm dưa hấu vỏ đen, đây là hoa quả cao cấp nhập khẩu như đảo quốc, giá cả vô cùng đắt đỏ. Đống quà này so với quà người bình thường tặng đã là quý lắm rồi. Người bình thường tặng quà thường tặng hoa quả bình thường, rượu thuốc bình thường, Điền Mập tặng cái này là cao cấp lắm rồi. Nhuyễn Trung Hoa cũng không phải Nhuyễn Trung Hoa bình thường mà là Nhuyễn Trung Hoa 7 sao, loại cao cấp nhất. Nhuyễn Trung Hoa bình thường có 6-7 chục tệ một bao, đây là Nhuyễn Trung Hoa 7 sao, 100 tệ một bao, một cây 1.000 tệ, mùi hương cũng được coi là xa xỉ. Một đống quà này của Điền Mập ít nhất cũng phải cả chục nghìn tệ, hắn không tin tên kia có thể mua được đống đồ đắt giá đến vậy. Điền Mập bê một đống quà đặt lên con Audi Q5 của hắn, sau đó lái xe đến nhà họ Chu. Sau khi đến nhà họ Chu, Điền Mập vào nhà liền nói. Dì ơi, Điềm Điềm đâu ạ? Nhìn thấy Điền Mập mang một đống quà như vậy đến, mẹ Chu tươi cười. Điền Mập à, Điềm Điềm tí nữa mới đến, cháu cứ ngồi đợi một lúc đã. À, cháu đem gì đến vậy? Mẹ Chu lúc trước nói như vậy là vì cố ý để Điền Mập đem quà đến. Một là muốn có chút quà,
để Điền Mập tốn chút tiền, dù sao mỗi lần đến đều tốn tiền, đây cũng là lẽ thường. Ngoài ra, mẹ Chu còn muốn so sánh Điền Mập với người yêu của Chu Điềm Điềm, nếu như ngay cả việc tặng quà cũng không bằng Điền Mập thì đúng là mất mặt. Được như Điền Mập là yêu cầu tối thiểu của bọn họ, dù sao điều kiện cũng cần phải tốt hơn Điền Mập, nếu không cho dù có đẹp trai đến mấy thì cũng không được. Mẹ Chu rất thích Điền Mập, hắn vui vẻ qua đưa quà, dù sao trong mắt hắn, đây là bố mẹ vợ tương lai, sau này Chu Điềm Điềm nhất định sẽ gả cho hắn. Gì à, Điềm Điềm sao vẫn chưa về vậy? Hay là do cô ấy lái chiếc xe đó? Nửa đêm thế này không dễ đi, hay cháu dùng Audi đi đón cô ấy nhé? Xe của cháu rộng, dù sao cũng là xe hơn 300.000. Điền Mập khoe khoang một chút, mặc dù Điềm Điềm có xe, có điều chỉ là một chiếc xe 40.000, không thể nào so sánh với xe của Điền Mập được, dẫu gì cũng là một chiếc Audi. Mẹ Chu tươi cười, muốn bọn họ kết hôn ngay, sau này bà ta còn có thể ngồi Audi, đến khi hàng xóm người thân nhìn thấy thì có mặt mũi lắm. Vậy cháu đưa gì theo với, rồi chúng ta qua đường cái đón bọn họ. Được à? Mẹ Chu lên xe, Điền Mập đạp chân ga, mẹ Chu cười không khép được miệng. Dù sao cũng là Audi nhỉ, khác biệt thật, tốt hơn nhiều so với taxi. Điền Mập cuối cùng cũng thỏa mãn được thói ham hư vinh, cười như được mùa. Ha ha, xe taxi chỉ có giá tầm 100.000 thôi, chiếc xe của cháu tận hơn 300.000 lận, cách nhau mấy cấp bậc, chiếc này cũng được coi là siêu xe đấy. Mẹ Chu ngưỡng mộ vuốt ve nội thất chiếc xe, thực ra bà ta cũng không hiểu, chỉ cảm thấy chiếc xe này rất rộng rãi, ngồi rất thoải mái. Chẳng mấy chốc đã đến đường cái, hai người ngồi trong xe đợi, tí nữa chiếc bôn bôn đến thì bọn họ còn nhìn thấy. Mấy phút sau, chẳng thấy chiếc bôn bôn của Chu Điềm Điềm đâu cả, mà thấy một chiếc BMW chạy đến. Mẹ Chu nhìn thấy chiếc BMW rất to liền hỏi. Chiếc xe này không rẻ nhỉ? Điền Mập nói, đương nhiên rồi, đây là BMW X5, còn đắt hơn cả xe cháu cơ, loại xe có trang bị cao cấp thì cũng phải 700-800.000, có thể mua được hai chiếc xe của cháu đấy. Điền Mập nói mà mặt mày ngưỡng mộ, không biết phải là người thế nào mới lái được xe đắt tiền đến vậy. Mẹ Chu cũng sùng bái, ồ, hóa ra xe này đắt vậy, sau này cháu cố gắng mua một chiếc nhé. Ha ha, dì yên tâm đi, cháu nhất định sẽ nỗ lực. Khi hai người đang nói chuyện, chiếc BMW đột nhiên chạy đến, dừng bên cạnh xe Điền Mập. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra mặt Chu Điềm Điềm. Mẹ đợi con ở đây à? Mẹ Chu mở cửa sổ, Chu Điềm Điềm vừa nhìn thấy đây là mẹ liền định đi ra đón. Mẹ Chu sững sờ, Điềm Điềm, chiếc xe này là... Chu Điềm Điềm cười, bạn con tặng con đấy. Mẹ Chu vô mừng vô cùng, vội vàng xuống xe, vậy được, mẹ ngồi xe con đi về, Điền Mập, cháu tự lái xe về trước nhé. Mẹ Chu đúng là loại hám hư vinh, đương nhiên sẽ ngồi xe đẹp hơn. Sau khi lên xe, mẹ Chu nhìn thấy Tần Lâm. Cháu chào gì ạ? Tần Lâm khách khí chào hỏi, mẹ Chu gật đầu, thái độ không nóng không lạnh, thực sự anh Tuấn đẹp trai, có điều kiện gia đình thì không biết thế nào. Cũng không đi xe mà ngồi xe con gái mình đến, đúng là kém cạnh mà, Điền Mập kia còn tự mình có xe cơ. Đương nhiên mẹ Chu không biết chiếc BMW X5 này là nể mặt Tần Lâm nên người ta mới tặng cho Chu Điềm Điềm. Điền Mập ở sau lái theo, sắc mặt âm u. Mặc dù chiếc xe này là của Chu Điềm Điềm nhưng cảm giác bị vả mặt vẫn khó chịu. Trước nay, Điền Mập luôn cho rằng mình là người rất giàu có bản lĩnh theo đuổi Chu Điềm Điềm là vì mình có tiền. Khoảng cách kinh tế giữa hai người khá lớn, hắn cảm thấy khoảng cách này có thể bổ sung cho ngoại hình và khí chất của mình. Nhưng bây giờ Chu Điềm Điềm lái một chiếc xe tốt như vậy, lập tức khiến Điền Mập cảm thấy mình gặp nguy. Bọn họ lái xe về nhà. Sau khi xuống xe, Chu Điềm Điềm liền giới thiệu. Bố, đây là bạn trai con, Tần Lâm. Tần Lâm khách khí chào hỏi. Mẹ Chu bĩu môi nói. Đừng nói trước, bạn trai gì mà bạn trai, tí nữa hắn nói. Sắc mặt Chu Điềm Điềm thay đổi, mẹ. Mẹ Chu liếc mắt, dường như không hài lòng với Tần Lâm, nhìn thấy tay anh trống không liền hỏi. Sao vậy, lần đầu đến nhà mà tay không mà đến à? Tần Lâm vội vàng nói, cháu đem quà rồi ạ, ở cốp sau, cháu lấy đây. Nói xong, Tần Lâm vội vàng ra cốp sau lấy hai món đồ ra. Một thùng thuốc lá, một thùng hoa quả. Điền Mập nhìn quá, hắn khá tò mò với thực lực kinh tế của Tần Lâm,
muốn xem tên này đem quà gì tới. Nhìn qua, Điền Mập liền cười khẩy. Chỉ thế thôi à, tôi còn tưởng là thứ gì quý giá, một thùng thuốc lá, một thùng hoa quả thôi, ha ha, thường quá. Mẹ Chu cũng hiếu kỳ, đây là thuốc lá gì, đây là hoa quả gì. Tần Lâm liền mở thùng ra, bên trong là một thùng thuốc lá Trường Bạch Sơn, còn có một thùng nho núi. Mẹ Chu lập tức hơi thất vọng, thế này thì bình thường quá, chẳng khác gì họ hàng người thân ghé nhà cả. Tần Lâm này chỉ được mỗi cái mã, cứ tưởng là thiếu gia giàu có gì, kết quả lại tặng mấy thứ tầm thường như vậy. Điền Mập trong lòng sướng muốn chết, cuối cùng cũng đến lúc thể hiện rồi. Hắn lấy từ trong cốp ra quà đã chuẩn bị, đặt trước mặt mẹ Chu. Dì à, đây là quà cháu tặng chú gì? Đây là nhuyễn trung hoa 7 sao, là loại nhuyễn trung hoa tốt nhất, một cây tận hơn 1000 tệ lận, tốt hơn nhiều Trường Bạch Sơn. Lão Chu nhìn thấy nhuyễn trung hoa 7 sao, mắt lập tức sáng lên, ngày thường ông ấy hút thuốc đương nhiên biết nhuyễn trung hoa 7 sao, đây là loại tốt nhất trong các loại thuốc lá. Nếu ra ngoài mà tay cầm điếu thuốc này thì có mặt mũi lắm. Điền Mập mở hòm hoa quả ra rồi nói. Dì à, đây là dưa hấu vỏ đen mà cháu chuẩn bị riêng cho dì, ở đây không bán đâu, đây là đặc sản của đảo quốc đó. Dưa hấu này có sản lượng thấp, một năm chỉ thu hoạch được khoảng 100 trái, khi hot, một trái được đấu giá tận hơn 30.000 đấy ạ. Điền Mập cười đắc ý, thực ra dưa hấu này đâu đắt đến vậy, chỉ là có năm bị nâng giá lên rất cao thôi, vậy nên mới nổi tiếng đến vậy. Mọi người đều biết nó là mặt hàng hoa quả xa xỉ. Mẹ Chu lập tức mừng vui sửng sốt, dưa hấu đắt như vậy cơ à, vậy gì phải giữ lại, đợi đến khi có khách quý đến còn ăn. Được rồi, để gì rửa nho cho mọi người, cũng chẳng phải thứ đồ quý giá gì, mọi người cùng ăn là được. Nói xong, mẹ Chu cầm thùng nho của Tần Lâm lên, cắt vài chùm đi rửa. Trên mặt viết rõ mấy chữ không hài lòng với Tần Lâm, đồ Tần Lâm tặng tầm thường quá. Còn chẳng thể so sánh với Điền Mập. Người ta tặng một cây nhuyễn trung hoa 7 sao đã đủ đè bẹp rồi, càng đừng nói đến dưa hấu vỏ đen, dẫu sao, khoảng cách giữa có tiền và không có tiền xa lắm. Khi cả nhà đang ăn nho thì có người đột nhiên đến. Lão Chu à, nhà ông có khách à? Tôi thấy ở cổng có hai chiếc xe xịn đang đỗ. Người đến là hàng xóm của Lão Chu, Tôn Đại Nã, là một người thông minh, có tầm hiểu biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.